Cao Kiến Thành chậm rãi dựa vào lưng ghế, than thở. Nâng thương chiêu tông thượng vị chỉ là danh nghĩa, là trò che mắt, căn bản chưa đạt đủ độ lửa. Hắn đang bố cục cho tương lai, lúc trước là bên phía thương chiêu tông, bây giờ là phía ta. Hắn đang muốn ngấm ngầm gạt bỏ ba đại phái nước yến. Nếu chúng ta không biết tình huống của bản thân và của hắn, sợ là cũng bị che mắt mà thôi. Đạo gia này quả rất lợi hại, ba đại phái cuối cùng nhất định không phải đối thủ của hắn đại tướng quân, đồng mạch đã đền tội. Trong một đình viện trung dụng tại biên cảnh châu Bắc, một tiểu tướng dâng tình báo từ kinh đô tới. Thiệu Đăng Vân đang mặc trang phục toàn thân, múa trường đao vù vù luyện tập đột nhiên cắm đao xuống mặt đất, đứng thẳng người dậy nhận tình báo, kiểm tra cẩn thận. Bên này ông ta đã nhận được tin tức bên kinh thành có động tĩnh từ trước. Sau khi kinh biến xảy ra liên tiếp, đồng gia bị xét nhà, đồng mạch mãi chưa bị xử quyết, ông ta vẫn rất quan tâm. Giờ phút này, xác nhận đồng mạch đã bị lăng trì phân thây, Thiệu Đăng Vân ngửa mặt lên trời thở dài. Ác có ác báo, gian tướng đền đội, các huynh đệ bị tàn sát năm xưa có thể nhắm mắt. Tiền tuyên yến, triệu, nhìn thấy tin đồng mạch bị lăng trì xử tử, thương chiêu tông nện đùm một cái lên bàn. Được, gian thần nịnh tác này không chết thì các thúc bá năm đó chết không nhắm mắt. chương 1267, ai thu lợi, kẻ đó đáng nghi nhất. 2. Mông Sơn Minh thở dài cảm khái. Ngày trước, đồng mạch thế lớn, ép đến ông cũng không thể không ẩn cư, bây giờ rốt cuộc đã bị diệt trừ đồng mạch dây vào ai chẳng được lại cứ muốn phái người đi bí cảnh ám sát đạo gia xem như thực sự chọc giận đạo gia đạo gia thực sự là thủ đoạn cao cường thuận thế nhổ tận gốc đồng ra rồi thương chiêu tông cũng rất là cảm khái đồng mạch thế lớn bao nhiêu không ai muốn lật đổ thì lật đổ được thật không ngờ nghiêu hữu đạo chạy đến đế đô vừa ra tay chính là như quét sạch lá khô đẩy ngã cả một đời quyền tướng sau khi cảm khái y hừ lạnh đạo gia không diệt trừ lão ta sớm muộn gì ta phải tiêu diệt lão mông sơn minh đại thù đã báo có thể đưa tin cho chư tướng trương hổ đưa tin cho bộ hạ cũ của tiên vương để mọi người cùng nhau vui mừng một chút đúng là nên như thế thương chiêu tông tán thành sai người truyền bá rộng rãi tin tức tề kinh trong trạch viện sâu trong phố phường nhan bảo như chuyển từng chiếc lồng sắt trong xương phòng ra ngoài sáng bắt đầu dọn dẹp dưới đáy nàng ta bây giờ đã khôi phục diện mạo bình thường cũng cởi bỏ đi xiêm y hoa lệ, mặc áo choàng xanh vải thô, tóc dài buộc đơn giản, thả sau lưng, gương mặt thanh thản ngẩng cao, dường như đã để xuống mọi chuyện, chuyên tâm làm trợ thủ cho vô tâm. Vô tâm quan sát phản ứng của chim chóc, thú vật trong lồng sau khi dùng thuốc. Quách mạn từ bên ngoài trở về, đóng cửa viện, chạy quanh một loạt lồng sắt, díu ra díu dít kể lại tin tức bên ngoài. Thiên hạ hiện nay, tin tức bùng nổ nhất tất nhiên là đại tư không đồng mạch nước yến bị chu diệt. Chính là vì đồng mạch sai khiến mình ám sát, như hữu đạo mới vừa quay lại đã lập tức trả thù, xoay tay một cái đã diệt cả nhà đồng mạch, lăng chỉ ông ta thành muôn mảnh. Nhan bảo như cắn môi không nói, lòng bất an, lo rằng sớm muộn gì như hữu đạo cũng tìm tới cửa. Lo lắng hắn tìm người tính sổ, đang nhìn chằm chằm một con chuột, vô tâm hỏi. Nhan bảo như, cũng sợ liên lụy tiên sinh, vô tâm nhìn chằm chằm con chuột trong lồng tre, lặng im. Quách mạn nhìn người này, nhìn người kia, ánh mắt đảo tới đảo lui giữa hai người. Trong hiên các, Thiệu Bình Ba ngồi khoanh chân bên trong chậm rãi đặt tình báo xuống, giữa hai hàng lông mày có vẻ nghi hoặc. Thiệu Tam Tỉnh bên cạnh châm trà nói, thế lực của Ngưu Hữu Đạo này càng lúc càng lớn, làm việc cũng càng ngày càng ngông nghênh. Trong lời của ông ta chất chứa cảm khái, nhớ năm xưa Ngưu Hữu Đạo kia có là cái gì, đại công tử đổi sắc mặt một cái là có thể dọa hắn chui xuống sông bỏ chạy. Bây giờ hắn đã thực sự có thành tựu, ngay cả thừa tướng một quốc gia mà nói hất đổ là hất đổ. Thiệu Bình Ba, kẻ càng ngông nghênh càng thảm, kẻ ngu si mới thích kiêu căng người như hắn sở dĩ kiêu căng như thế chắc chắn là vì không thể nào khiêm tốn được nữa việc này làm ta luôn cảm thấy không hề đơn giản thiệu tam tỉnh ngờ vực đồng mạch phái người giết hắn hắn đến kinh thành tìm đồng mạch báo thù không phải chuyện bình thường sao thiệu bình ba không phải không bình thường triều đình nước yến vẫn là triều đình nước yến kia vì giết một đồng mạch mà chạy đến đế đô gây động tĩnh lớn như vậy ta cứ cảm thấy chỗ nào không đúng đây không giống như phong cách hành xử của hắn, Thiệu Tam Tỉnh, đại công tử, vẫn là câu nói kia, thế lực của hắn ngày càng lớn, dần có tiền vốn về phương diện này. Lại nói, muốn lặng lẽ đẩy ngã loại người như đồng mạch mà không gây sóng gió gì thì cũng không có khả năng lắm. Thiệu Bình ba im lặng một hồi, đột nhiên nói, sự việc liên lụy đã ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, không còn đơn thuần như năm đó nữa. Ta càng ngày càng không hiểu ngưu hữu đạo này, phàm là sự việc nào cũng đều có tồn tại nhân tố liên quan. Bài trừ nhân tố báo thủ bề ngoài, người nói xem, hắn đẩy ngã đồng mạch như vậy, kẻ thu lợi là ai? Thiệu tam tỉnh, đương nhiên là bản thân hắn. Sau này đồng mạch không bao giờ còn có thể tìm hắn gây sự nữa, cũng có tác dụng giết một dân trăm. Sau này người của triều đình nước Yến tất nhiên không còn dám manh động. Còn nữa chính là ba đại phái nước Yến. Nghe nói ba đại phái nước Yến lần này xét nhà đồng mạch kiếm được một món hời lớn. Lại tính thêm cao kiến thành, thế lực của đồng mạch đổ, cao kiến thành tựa như tình nhân hóa vợ cả, rốt cuộc cũng ngồi lên vị trí đại tư không nước yến. Thêm nữa là thái tử ngã, kẻ nào kế vị thái tử, ai làm thái tử mới là kẻ thu lợi lớn nhất. Đương nhiên, ít nhiều gì cũng có một số kẻ được thơm lây, có thể quên đi mấy kẻ tiểu nhân này chứ. Rất nhiều chuyện nhìn như phức tạp, kỳ thực không phức tạp như thế. Nguyên nhân chân chính có thể chính là ở đó, có thể chỉ là biểu tượng mê hoặc, hoặc là có kẻ làm cho phức tạp lên. Kẻ nào thu lợi chính là kẻ có hiểm nghi lớn nhất, đó là pháp tắc cơ bản nhất thiệu bình ba đưa tay ra lấy bút chấm mực viết xuống giấy mấy câu mà thiệu tam tỉnh vừa mới nói kia nghiêu hữu đạo ba đại phái cao kiến thành thái tử đối với nghiêu hữu đạo khẳng định có lợi bằng không hắn sẽ không làm như vậy chăm chú quan sát bốn cái tên vừa viết vào suy nghĩ một hồi đầu bút lông gạch bỏ tên nghiêu hữu đạo nếu nói là làm ra động tĩnh lớn như vậy chỉ vì ba đại phái muốn thu được khoản tiền lời này thì ta không tin chỉ ba đại phái mở miệng đồng mạch không dám không phun ra bút lông lại gạch bỏ ba đại phái, trên giấy chỉ còn dư lại Cao Kiến Thành và Thái Tử. Thiệu Bình ba nhìn hai cái tên này, từ từ nói. Hai người có vấn đề gì hay không? Thiệu Tam Tỉnh, Cao Kiến Thành vốn có thủ án với Nhiêu Hữu Đạo, đã nhiều lần muốn dồn Nhiêu Hữu Đạo vào chỗ chết. Căn cứ vào tình báo biểu hiện ra, lúc trước cao thủ hạng 7 trên đan bảng là Tông Nguyên góp mặt trong cuộc tấn công Sơn Trang Mao Lư cũng là chuyện do Cao Kiến Thành làm. Nhiêu Hữu Đạo không thể giúp người này chứ? Thiệu Bình ba, Ngươi đừng quên Lục Thánh Trung và Trần Quy Thạc, cũng đều là người muốn giết hắn, sau đó lại làm tay chân cho hắn dùng. Phong cách hành sự của người luôn để lại dấu vết, vân cơ, quỷ mẫu, yêu ma quỷ quái tứ hải. Nhiều tặc có lòng dung người rất rộng, chỉ cần có thể cho hắn sử dụng, tam giáo cửu lưu đều có thể chất chứa. Hắn có loại năng lực điều khiển này, thiệu tam tỉnh, không giống, cao kiến thành và hắn có mối thủ giết con. Thiệu bình ba, ý của ngươi là, thái tử, có vấn đề. Thiệu tam tỉnh, thái tử mới còn chưa được xác nhận, ai nhô ra cuối cùng có lẽ mới là vấn đề. Bây giờ nói là ai có phải quá sớm, thiệu bình ba nhìn chằm chằm còn lại hai phe trên giấy. Hai người này xem ra đều chưa thành lập được căn cứ, nhưng đều có điểm giống nhau. Bất kể cao kiến thành thượng vị hay thái tử mới thượng vị đều có khả năng nắm chính quyền nước Yến. Điều này có ý nghĩa thế nào đối với Nghiêu hữu Đạo? Cao kiến thành này, có cơ hội, ta muốn ra tay thăm dò một phen. Thiệu tam tỉnh cả kinh, đại công tử hoài nghi cao kiến thành cấu kết với nhiều hữu đạo. Thiệu bình ba, thời điểm thái tử có thể thực sự chi phối chính quyền là sau khi leo lên ngôi vị hoàng đế. Trước đó thì thái tử phải tránh hiểm nghi, không có khả năng trắng trợn ôm quyền. Làm hoàng đế rồi, sau lưng lại có ba đại phái làm chỗ dựa, không có khả năng tiếp tục nghe nhiều hữu đạo sai bảo. Tiếp tục loại trừ như vậy, cao kiến thành này có hiểm nghi lớn nhất. Thiệu tam tỉnh cười khổ, coi như là ông ta cũng không có chứng cứ. Thừa tướng quốc gia, quyền cao chức trọng, không phải ai thích chỉ trích thì có thể. Nếu quả thật chỉ dựa vào một lời đồn cũng có thể tác động đến thừa tướng một nước, đất nước đó cũng loạn rồi. Đây chỉ là suy đoán của ta, tình huống cụ thể rốt cuộc là thế nào thì bây giờ vẫn khó kết luận. Hiện giờ ta cục đuôi làm người, trên tay không có bất cứ quyền lực gì, cũng không có tài nguyên, cho dù trong lòng hiểu rõ cũng không có năng lực thực thi, không cách nào đấu với nhiều hữu đạo. Trường 1268, đường là do họ tự chọn một trong khi ăn nhờ ở đậu, làm việc phải nhìn mặt người ta, ngay hành động cũng không được tự do, chỉ có thể chờ đợi. Hiện giờ nước vệ và nước tề rất quan trọng đối với ta, liên quan đến việc ta có thể thuận lợi thu được quyền lực hay không. Những việc bên ngoài khác dù có biết nhiều cũng chẳng có gì hay, tiếp tục ẩn cư đi. Thiệu Bình Ba nói xong đặt bút xuống, đưa trang giấy chỉ còn hai cái tên Cao Kiến Thành và Thái Tử chưa bôi xóa cho Thiệu Tam Tình. Ta theo dõi nhiều hữu đạo nhiều năm qua, vẫn quan tâm hành vi của hắn hắn có lộ đuôi hay không, giấu được kẻ khác, không giấu được ta. Ta không tin hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy chỉ vì xả giận. Thông báo cho Hắc Thủy Đài, đặt trọng điểm quan sát xem hai phe này có liên quan gì với Nhiêu Hữu Đạo hay không. Đặc biệt là Cao Kiến Thành, chỉ cần có dị thường lập tức thông báo cho ta, cũng coi như nhắc nhở bệ hạ một chút. Vâng, Thiệu Tam tỉnh đáp lại, đồng mạch đền tội, thiên hạ chấn động, tiền tuyên yến, triệu, Nhiêu Hữu Đạo đến. Đối với mấy người bên thương Chiêu Tông, rốt cuộc nghiêu hữu đạo cũng lộ diện, rốt cuộc được gặp mặt. Được biết, đạo gia, đến, tinh thần của tướng sĩ Châu Nam đều phấn chấn hơn nhiều, cũng được biết nghiêu hữu đạo có quan hệ ít nhiều đến việc chu diệt đại gian thần trong triều. Rất nhiều người không nhịn được chạy tới xem, mấy người tư đồ rượu bên Châu Kim không cần phải nói, ngay cả thứ sử thống quân tác chiến của Châu Cung là từ cảnh nguyệt, thứ sử Châu Đồ An Hiển Triệu, thứ sử Châu Hảo Tô Khải Đồng, thứ sử Châu Phục Sử Tân Mậu, thứ sử Châu Trường Trương Hổ cũng khẩn cấp tới gặp gỡ vị đạo gia này, trước đây mới chỉ được nghe danh. Từ lúc Nưu Hữu Đạo tới quân đội, phu chiếu hành phát hiện, tùy tiện chạm mặt bất kỳ quân sĩ nào cũng sẽ hưng phấn gọi một tiếng đạo ra. Phu chiếu hành giờ mới phát hiện, sức ảnh hưởng của Nưu Hữu Đạo ở châu Nam quả nhiên không bình thường. Nưu Hữu Đạo phát hiện một chuyện thú vị, không ít người hỏi han việc đồng mạch đền tội, đều mắng chửi đồng mạch, nhưng ít có người mắng thương kiến hùng, bao gồm cả Mông Sơn Minh và Thương Chiêu Tông cũng như vậy. Dường như có sai cũng đều là thần tử sai cái sai của hoàng đế là do gian nịnh bên dưới gây ra. Hoàng đế bị gian thần che mắt, như hữu đạo không khỏi cảm khái, xem ra, đồng mạch quả thực chết cũng không oan chút nào. Hắn nhớ tới câu nói lúc trước ở trong lao tù của đồng mạch, thực ra ta và ngươi đều biết. Sau khi đặt chân trong lều cỏ mới dựng, phí trường lưu, hạ hoa và trịnh cửu tiêu dẫn người tới, đưa ba nữ đệ tử kia tới bồi tội. Tuy nghiêu hữu đạo biểu thị muốn khoan hồng độ lược, nhưng ba phái không thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Đồng Kim Hoàn, An Diệu, Lâm Phi Yến tiến vào trong lều, chỉ thấy Nghiêu Hữu Đạo một cái lập tức cúi gầm đầu. Căn bản không ai dám nhìn thẳng vào mặt Nghiêu Hữu Đạo, nội tâm kinh hoàng mà lại hối hận. Trước đây thân là đệ tử nhỏ nhoi bên dưới, nhiều chuyện không biết. Thượng tầng sư môn sẽ không nói cho ba nàng một số việc. Bây giờ vì trải qua sự việc trong bí cảnh thiên đô, bị thoá mạ một trận nặng nề xong lại biết một chút tình huống. Ba nàng biết Như hữu đạo giết nhóm người bên trưởng lão quách thanh không của tiêu giao cung, cũng biết nghiêu hữu đạo kiên cường chống đỡ cho ba đại phái gây chiến sự, gần đây lại biết vị này đẩy ngã đồng mạch. Sau khi biết rất nhiều chuyện mới sâu sắc hiểu được, vị đạo gia trước mắt này còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với họ tưởng tượng. Ba người đến giờ mới nhận ra, hàng ngũ triệu đăng huyền sợ là vô dụng. Cho dù nghiêu hữu đạo không nể mặt mấy người triệu đăng huyền mà giết các nàng, e là một cơn gió cũng không thổi lên được. Ba đại phái vốn không thèm vì các nàng mà gây khó dễ cho nghiêu hữu đạo, Trước đây cảm thấy dựa vào đệ tử đại phái là có thể, bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười bao nhiêu. Ba người thật sự hối hận rồi, hối hận phát điên, biết mình đã bỏ qua cái gì. Quỳ xuống, Phí Trường Lưu đột nhiên giống lên, Đồng Kim Hoàn sợ hãi nhún cả chân, quỳ mọp xuống đất. An Diệu Nhi và Lâm Phi Yến cũng giật mình quỳ xuống, đồng thời quỳ trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Quản Phương nghi lạnh lùng lườm sang, trong lòng cực kỳ khó chịu với ba cô ả kia, lòng kích động đến mức muốn làm thịt cả ba ngay lập tức không chỉ là vấn đề phản bội, mà sau đó bà ta từ chỗ từ đồ rượu mới biết, ba con tiện nhân này phản bội như hữu đạo rồi lại còn dám bỏ đá xuống giếng trong ba đại phái. Vì tự vệ, vì rũ sạch quan hệ với như hữu đạo, ba ả à phỉ báng cực kỳ thậm tệ đối với như hữu đạo, nói như hữu đạo muốn làm cái này làm cái kia với ba người. Người khác không biết thì thôi, quản phương nghi lại biết như hữu đạo là người như thế nào, là kẻ tâm địa sắt đá đối với phương diện đó. Xưa nay hắn chưa từng hứng thú gì với nữ sắc nữ tử do ba đại phái đưa tới người nào người nấy đều đẹp hơn nhiều ba người này không biết cầm gương lên tự soi lại mình xem như hữu đạo có thể vừa mắt với các ngươi sao vừa thấy được ba nữ tử quản phương nhi đã tức giận phí trường lưu tiện đà chắp tay nói với nghiêu hữu đạo đạo gia ba nghịch đồ này tùy cho đạo gia xử lý bất kể chém giết thế nào ba phái tuyệt không một câu oán hận được rồi nghiêu hữu đạo vung tay áo dường như muốn nói là ông ta nói hơi quá hắn tự mình tới trước mặt ba nữ tử, tự mình đưa tay ra nâng lần lượt từng người dậy, cũng động viên. không sao, một chút việc nhỏ, không nghiêm trọng như thế, đều đã qua rồi. đồng kim hoàn khóc lóc nước nở nói, đạo gia, chúng ta sai rồi, nguyện tiếp nhận bất kỳ sự trừng phạt nào. quản phương nghi lườm một cái, cảm thấy buồn nôn. như hữu đạo xua tay, không sai, không sai, cả nghĩ quá rồi. đứng ở lập trường cá nhân của ba người các ngươi mà nói, các ngươi không nợ ta gì cả cũng không cần vì ta mà phải bán mạng. Với tình huống khi đó, các người có lựa chọn khác cũng có thể hiểu được, không hẳn là sai lầm gì. Đã qua rồi, việc gì cũng là quá khứ, không cần phải canh cánh trong lòng mãi. Đạo gia, hạ hoa còn muốn nói điều gì? Như hiểu đạo giơ tay ngắt lời, khoanh tay híp mắt cười hỏi ba người. Nghe nói nam tử mà ba người các người ủy thân cho cũng đã tới đây. Vốn chỉ có triệu đăng huyền của tiêu giao cung tới, sau đó lúc như hiểu đạo tới đã báo tin cho trưởng môn ba phái, bảo họ viết thư cho Lâm Phi Yến và An Diệu Nhi, miễn cưỡng dẫn cả hai tên đệ tử Linh Kiếm Sơn kia tới đây. Ba nữ lục tục gật đầu, vâng, như hữu đảo, bọn họ tính lúc nào cưới các ngươi, đề này thật sự lúng túng. Ba nữ líu díu không cách nào trả lời, cưới họ, ba đại phái e sẽ không đồng ý. Kỳ thực, ba đầu ba nữ tử cũng chỉ vì tình thế bức bách, thuần túy chỉ vì tự giữ mạng, căn bản không nghĩ đến việc nam tử được ủy thác sẽ cưới các nàng. Có điều, sau khi ra ngoài lại được voi đòi tiên, quả thực có nghĩ đến điều kia thấy ba người không nói ra được nghiêu hữu đạo lại hỏi vậy các ngươi đồng ý gả không nếu đồng ý việc này giao cho ta ta sẽ giúp các ngươi làm mai tới ba đại phái ta tự đứng ra ba đại phái ít ra cũng cho ta chút thể diện việc này không phải vấn đề gì lớn lại có thể thúc đẩy đoạn lương duyên này của các ngươi thế nào phí trường lưu hạ hoa và trịnh cửu tiêu nhìn nhau mấy người khá là bất ngờ bất kể hiềm khích lúc trước thì thôi lại còn lấy đức báo oán chủ động làm việc như vậy cho đệ tử nhỏ nhoi bên dưới nghe thấy hắn đồng ý tự mình đứng ra lại được bảo không phải vấn đề lớn trong lòng đồng kim hoàn dâng lên hy vọng triệu đăng huyền có tình có nghĩa với nàng ta nàng ta biết rõ biết bên phía triệu đăng huyền không phải vấn đề gì lớn điều quan trọng nhất là về phía ba đại phái bây giờ nghiêu hữu đạo bất kể hiềm khích lúc trước đồng ý đứng ra giải quyết vấn đề này quả là cơ hội hiếm có nàng ta sao có thể bỏ qua lập tức vâng một cái nói toàn bộ tùy đạo ra sắp xếp, chương 1269, đường là do họ tự chọn hai. An Diệu Nhi và Lâm Phi Yến lại có chút do dự. Lâm Phi Yến hai nữ tử, làm sao, hai người các ngươi không muốn. An Diệu Nhi lóe lên vẻ bi thương, đáp, đạo ra, là ta có mắt không tròng, nhờ vả không đúng người. Chuyện này như dưa hái xanh không ngọt, ta không muốn cưỡng ép người ta, hay là thôi đi. Lâm Phi Yến cũng vâng dạ nói, quá khứ cả rồi, hai nữ tử có phần khổ sở, hai người đều không ngốc đã nhận ra hai người đàn ông kia khác với triệu đăng huyền không có ý muốn cưới các nàng họ muốn duy trì quan hệ với các nàng nhưng không có ý cho các nàng danh phận nghiêu hữu đạo ta cũng chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi có những việc ta có thể không tính toán nhưng không ngăn nổi miệng lưỡi người khác miệng lưỡi thế gian đáng sợ bao nhiêu lời nói có thể sói mòn cả vàng các ngươi không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho danh dự của sư môn nếu thật sự họ cưới các ngươi thực sự chân tình tự nhiên là chuyện khác các ngươi nói đúng hay không? Hai nữ xoắn suýt, giống như hai người nói, chuyện này như dưa hái xanh không ngọt, ép cưới ép gả cho người ta có thể có trái ngọt mà ăn sao? Nhưng Nhiêu Hữu Đạo không cho các nàng từ chối. Được, chuyện này cứ quyết định thế, chuyện làm mai mối giao cho ta, các ngươi chờ làm cô dâu được rồi. Hỏi các nàng có đồng ý hay không dường như chẳng khác nào không hỏi. Đồng ý hay không đồng ý, hắn cũng giúp các nàng quyết định. Ba nữ có cảm giác phát mộng, Nhiêu Hữu Đạo đã phất tay ra hiệu, cho người đi mời ba vị kia tới đây. Không bao lâu sau, Triệu Đăng Huyền, Mộc Lương Phong, Trần Quang Tổ được mời tới, tiến vào trong lều chào hỏi xong đều có cảm giác thấp thỏm. Cũng vì hiểu rõ hơn nhiều so với lúc ở trong bí cảnh thiên đô. Trước khi tiến vào bí cảnh thiên đô, như hữu đạo rất khiêm tốn, cho nên đệ tử bên dưới như họ không biết được nhiều. Nhưng sau khi ra khỏi bí cảnh thiên đô, như hữu đạo đột nhiên trở nên hung hăng, cho nên hiểu rõ nhiều hơn, trong lòng họ lại càng lung lay khó chắc muốn lấy bối cảnh ba đại phái cưỡng chế nghiêu hữu đạo dường như còn chưa tới phiên họ làm thế sơn trang mao lư ta tuy chỉ là vùng sơn giã nhưng cũng không phải dễ cho người ta bắt nạt kẻ sĩ có thể chết chứ không chịu nhục kẻ làm nhục sơn trang mao lư ta ta tất khiến hắn phun máu xa năm bước vừa thấy mặt nghiêu hữu đạo trước tiên ném ra mấy câu dọa dẫm sau đó lại cười ha hả hỏi ba người ta nghe được chút lời đồn đại nói cái gì mà nữ tử của sơn trang mao lư ta có thể tùy tiện ngủ tùy tiện chơi có người đồn rằng đó là do các người nói ngày hôm nay ta muốn xác nhận một phen lời này vừa nói ra đồng kim hoàn lâm phi yến an diệu nhi đột nhiên nhìn về phía ba nam tử kia trong lòng ngờ vực khó hiểu có thể nói lời vô liêm sỉ như vậy sao không thể nào tuyệt không có việc này lời đồn không đáng tin đừng nói ba người kia chưa từng nói lời này mà dù có nói cũng không thể thừa nhận ba người vội vàng phủ nhận tỏ vẻ rất giận dữ phủ nhận như hữu đạo không muốn nghe bọn họ ríu rít mãi không thôi không rảnh chậm rãi đùa giỡn với họ, cũng không muốn lãng phí thời gian vào chuyện nhỏ nhặt này. Hắn giơ tay ngăn lại, nói như thế, ba người các người tuyệt đối không phải đùa giỡn với ba người họ, mà là thực lòng. Tất nhiên là thực lòng, ba người liên tục xác nhận là thực lòng, mà dù không phải thực lòng thì cũng không thể nói ngay trước mặt mọi người ở đây là giả được. Huống hồ, nhìn cái tay đang nắm chuôi kiếm của Ngưu Hữu Đạo bên kia có vẻ buồn bực muốn động, ai mà dám nói là không thực lòng. Ngưu Hữu Đạo giơ tay bảo ngừng, Nói miệng không bằng chứng, giấy mực hầu hạ, thực lòng hay không thì ghi lại chứng từ cho ta. Người phía dưới lập tức mang giấy bút và mực lên, đặt trước mặt ba người. Làm cái gì vậy? Ba người nhìn nhau dò ý. Triệu Đăng Huyền nhìn Đồng Kim Hoàn, đúng là sảng khoái cầm bút lên chấm mực viết luôn. Tình lang như vậy, trên mặt Đồng Kim Hoàn hiện vẻ ngượng ngùng ngọt ngào. Mục Lương Phong và Trần Quang Tổ thì ngơ ngác, do so dự một lúc. Thấy Triệu Đăng Huyền đã đi đầu, họ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt viết cho thấy mình là thực lòng ba tấm chứng từ tới tay, nhưu hữu đạo thưởng thức từng xem ảnh một tờ một, khẽ vuốt cầm, ngẩng đầu nhìn ba người. các người thật sự yêu thích ba nàng, không phải là ta cưỡng ép chứ? nếu cảm thấy miễn cưỡng thì các người có thể thu tấm chứng từ này về. không có không có, không miễn cưỡng. ba người cười lúng túng, đều xua tay như đuổi ruồi, không muốn thu hồi chứng từ. nhưu hữu đạo nhận lấy chứng từ, cười nói: quả là lương phối, được sau này ba nàng sẽ giao cho các ngươi chăm sóc. Hy vọng sau này cố gắng đối xử tốt với các nàng, các ngươi làm được không? Đương nhiên, ba người gật đầu liên tục, thấy dễ dàng được cho qua như vậy, đúng là phải thở phào nhẹ nhõm. Chờ mấy người đi rồi, như hữu đạo lập tức dẫn người tìm tiêu giao cung và linh kiếm sơn cầu hôn. Cầu hôn, tiêu giao cung và linh kiếm sơn tất nhiên không đồng ý. Trưởng lão của linh kiếm sơn là sư Nguyên Long huyền chuyển từ chối. Chuyện này cần ngươi tình ta nguyện. Ta không phải sư phụ của chúng, cũng không tiện quyết định chuyện này cho chúng nó được, phải xem ý kiến của chúng. Đi, gọi hai người họ tới đây. Ông ta liếc mắt ra hiệu cho đệ tử, đệ tử kia hiểu ý. Tông môn không thể nào để loại nữ tử đâm bị thóc chọc bị gạo kia gả vào, ý của ông ta là bảo y đi thông báo cho hai người cai từ chối. Hai người kia chết sống cũng không cưới, Linh Kiếm Sơn cũng chỉ có thể ra vẻ đắc dĩ, không tiện cưỡng ép. Không cần phiền phức như vậy, bọn họ nhất định tình nguyện cưới hỏi nghiêu hữu đạo gọi lại lôi ra chứng từ do mộc lương phong và trần quang tổ viết ra cho họ xem mấy sư đồ sư nguyên long xem chứng từ xong người nào người nấy ngứa ra nhưng mà việc này vẫn phải được tông môn đồng ý còn về bên phía triệu đăng huyền thì đơn giản hơn nhiều triệu đăng huyền thực lòng biểu thị muốn kết hôn với đồng kim hoàn khiến cho tiêu giao cung nổi nóng cuối cùng vẫn là thể diện của nghiêu hữu đạo lớn sau khi bị nghiêu hữu đạo liên tiếp giày vò một hồi mãi một hồi lâu áo tiêu giao cung và linh kiếm sơn cũng không muốn chuyện bé xe ra to mãi đành nhả ra như hữu đạo giải quyết nhanh chóng hai phái buông lỏng cửa lập tức xử lý việc kết hôn tác chiến ngay trong quân giản lược tất cả để ba đôi phu thê mới bái lại thiên địa đưa vào động phòng nơi động phòng chính là ba chiếc lều vải được tân trang đẹp một chút còn về việc trong lều tối nay có cảnh xuân hay không thì người ngoài không biết được có điều Hà hoa và trịnh cửu tiêu cũng nhận ra điều không đúng lúc bái thiên địa không hề thấy vẻ tươi cười của mộc lương phong và trần quang tổ giống như lướt qua sân khấu vậy ban đầu ở trong bí cảnh hai người này chỉ ôm suy nghĩ muốn vui đùa một chút là nhiều ai ngờ nhà người ta có người đùa một chút hóa ra thành thật trước đám cưới hỏi này hai người đã bị tông môn mắng như xối nước vào đầu có khi còn ảnh hưởng đến tiền đồ của hai người trong tông môn gả cho rồi e là cũng chẳng có ngày tháng tốt lành gì nhìn theo phu thê mới cưới tiến vào động phòng hạ hoa thở dài đường là do các nàng tự chọn cần giúp đã giúp còn lại cần các vị đốc thúc nhiều hơn nghiêu hữu đạo bình thản nói đốc thúc hạ hoa ngờ vực đốc thúc cái gì nghiêu hữu đạo còn lại là chuyện của ba vị ta bất kể các vị dùng biện pháp nào với ba nàng kia cũng bất kể ba nàng kia có bằng lòng hay không nói chung trong vòng một năm này nhất định phải làm to cái bụng lên một năm sau là phải nhìn thấy có đứa bé rơi xuống đất nếu không làm được ta tìm ba người các ông tính sổ hắn lạnh lùng ném cho một câu rồi từ tốn xoay người rời đi. Ai, mời đi, kinh thành nước yến, trước cửa đại viện của một vọng tộc, viên quản gia chẳng thể làm gì, thở dài, mời người vẫn lưu luyến ở cửa đi ra ngoài. chương 1270, thoát thai hoán cốt. Vương Lưu Phương, nữ nhi của nguyên một trong bốn đại thống lĩnh của kinh thành Vương Hoành, cũng là người vợ trước của vị sư huynh tống diễn thanh của Ngưu Hữu Đạo khi hắn còn ở Thượng Thanh Tông. Vương Lưu Phương dựa vào cổng không chịu đi, hai mắt đẫm lệ, nắm lấy khung cửa khóc sướt mướt, trần quản gia, xin ông nói với lão thái gia một chút cha không có ở đây nhà bị tịch thu rời nơi này ta thực sự không biết đi đâu vương hoành thấy tống gia suy đổ ép tống ra phải hưu thê sau khi thoát khỏi tống gia không thể để cho nữ nhi độc thân cả đời cách năm lão ta liền tìm một nhà chồng khác cho nữ nhi tuy vương hoành lão là một trong bốn đại thống lĩnh của kinh thành nhưng dù sao nữ nhi cũng là tái giá con nhà hào môn môn đang hộ đối không thể cưới một nữ nhân tái giá mà họ cũng có nội tình lão không thể ép được chỉ có thể lùi lại mà cầu hướng khác. Nhưng lùi thế nào bây giờ? Quyền thế của Vương Hoành còn bày ở đó, vẫn muốn tìm cho nữ nhi một nhà chồng khá chút, là thương nhân nổi bật ở Kinh Thành. Đám thương nhân cũng vui vẻ đến nịnh bợ, có thông gia như Vương Hoành, đương nhiên sẽ làm ăn xuôi gió xuôi nước. Nhưng giờ Vương Hoành đã chết, lại còn là bị quấn vào tội danh phản loạn, sợ tội tự sát. Đương nhiên người hiểu chuyện đều biết Vương Hoành không thể tự sát, 89 phần 10 là bị người trong cung diệt khẩu. Vốn người sau lưng Vương Hoành chỉ muốn diệt khẩu, ai ngờ hỏng việc. Để phủi sạch quan hệ, kẻ đó không thể mở một mắt nhắm một mắt nữa, định chắc tội danh cho Vương Hoành, lấy giả làm thật, đại tội đương đầu, vương gia bị tịch thu sạch, chẳng còn gì. Trung cung cũng không làm quá tuyệt, không để vương gia bị liên lụy quá rộng, minh chứng là họ không động đến nữ nhi của Vương Hoành đã gả ra ngoài. Nhưng nhà chồng Vương Lưu Phương làm sao biết mấy chuyện không thể nói với người ngoài này, thấy mấy ngày nay, kinh thành xét nhà oanh oanh liệt liệt, nhà vương hoành cũng bị tịch thu còn là tội danh phản loạn nghe nói là vị dung thân vương tay cầm trọng binh ở nam châu kia họ luống cuống chuyện quan hệ đến sống chết cả nhà sao có thể không hoảng hốt để phủi sạch quan hệ họ lại viết một phong hưu thư cho vương lưu phương đuổi nàng đi quản gia cũng không muốn cưỡng ép xua đuổi chỉ thở dài phu nhân coi như là ngài nghĩ cho hai vị tiểu thư đi hai vị tiểu thư còn nhỏ như vậy ngài đừng liên lụy tới họ chứ chuyện này quá lớn, trong nhà không thể trêu vào chuyện lớn như vậy. Vương Lưu Phương gả vào nhà này, lần lượt sinh hai nữ nhi. Nghe vậy, Vương Lưu Phương đẫm lệ, thả lỏng bàn tay, quay người đi ra ngoài, chậm chậm bước xuống bậc thang. Đi theo nàng còn có mấy hạ nhân hồi môn, chuyện này có vẻ rất nghiêm trọng, mấy người không dám ở lại kinh thành vội rời đi. Tan đàn sẻ nghé, rời kinh không lâu, mấy hạ nhân thấy Vương Lưu Phương không có khả năng gì, thừa dịp nàng mệt mỏi ngủ say, lấy trộm hết vàng bạc tế nhuyễn bỏ chạy may sao vẫn còn một hạ nhân trung thành tuyệt đối với vương gia, vốn là thân binh thủ hạ của vương hoành, cùng vương hoành lên chiến trường, sau đó bị phế một chân, đi đứng tập tễnh, thể tòng quân nữa, cũng không làm được gì, nên vương hoành vẫn để lại ở trong nhà. Vì tín nhiệm nên vương hoành mới sắp xếp gã ở bên cạnh nữ nhi của mình. Hạ nhân này không để cho vương hoành thất vọng, không vứt bỏ vương lưu phương mà đưa nàng về quê mình. Về nông thôn, một vương lưu phương xuất thân con nhà giàu áo đến đưa tay, cơm đến há mồm thì có thể làm gì. Nàng lại dựa vào hạ nhân đi lại không tiện kia nuôi sống. Một nam một nữ ở cùng nhau, người ngoài chỉ trỏ, sau đó, Phương Lưu Phương cũng chủ động nguyện ý gả cho người hạ nhân hơn mình tới 13 tuổi kia, cũng dần dần học làm việc nhà nông, học may vá, học làm việc nhà, dần dần trở thành một nông phụ, còn sinh cho hạ nhân đó ba đứa con. Nàng không nhắc tới lai lịch của mình, tới xuất thân danh vọng nữa, cũng không dám. Còn về hai nữ nhi trong kinh thành, nàng cũng không có tin tức gì, vì không còn liên lạc mình khốn cùng, không cho được hai nữ nhi cái gì, xấu hổ không dám đi gặp, cũng không muốn liên lạc gì, chỉ có thể thầm chúc phúc trong lòng. Nửa đời sau, Vương Lưu Phương mai danh ẩn tích, dù cuộc sống kham khổ, nhưng cũng coi như an ổn. Dưới đại thế, vận mệnh của rất nhiều người nhấp nhô lên xuống, sướng vui giận buồn, sống sống chết chết, thăng trầm chìm nổi trong sóng to gió lớn, đều là thân bất do kỷ, cuối cùng đều bị thời gian vô tình vùi lấp, còn sống còn đáng giá hơn tất cả mọi thứ. Trong hoàng cung nước Tống, la chiếu mê man trên giường gám tỉnh lại mở mắt sững sờ thấy hoàng đế nước tống mục trác chân đứng bên giường nhìn mình chằm chằm y vô thức nhìn quanh không phải nhà mình tỉnh rồi sao mục trác chân hỏi la chiếu chậm rãi bỏ dậy ngồi im không nói gì chỉ một đả khích nho nhỏ đã không gượng dậy nổi uống rượu say qua ngày người khiến cho chấm qua thất vọng rồi hoàng đế nước tống cũng không có cách nào khác chỉ đành đưa la chiếu vào trong cung chủ soái tiền tuyến vô năng không ngăn được thế công của kim tước một trận chiến tổn thất 20 vạn nhân mã nước Tống, vẻn vẹn chỉ một trận này đã khiến cho nước Tống hoảng hồn, tái chiến lại bị Kim Tước đánh lui liên tục. Kim Tước luôn kín đáo đột nhiên lộ hết phong mang, tấn công cực mạnh. Năng lực của chủ soái tiền tuyến kém xa La Chiếu, tin tức chiến bại liên tục truyền về, bên này liền đưa La Chiếu đang say lướt hướt vào cung, cho y tỉnh rượu. La Chiếu vẫn không nói lời nào, mục trác chân trầm giọng hạ lệnh, La Chiếu tiếp chỉ. Thì thoảng có lá rụng rơi xuống, giả vô quần ngồi dưới tảng cây lật xem một tin tình báo thừa tướng tử bình hưu kéo lấy thân thể mệt mỏi đi vào ngồi ở đối diện giả vô quần ngẩng đầu nhìn ông ta mỉm cười thuận tay nâng bút viết mấy chữ nghiêng nghiêng xuống tờ giấy trắng thừa tướng mệt rồi viết xong ông ta đặt tờ giấy lên cái kệ được chế tạo đặc biệt đưa cho tử bình hưu tử bình hưu xem xong khoát tay thở dài thưa la chiếu được khôi phục nguyên chức đã mau chóng lên tiền tuyến chủ trì chiến sự giả vô quần nâng bút viết ra mặt đằng sau đại thế đã mất dựa vào la chiếu cũng không thay đổi được trời đất viết xong chuyển tới trước khi tờ giấy cũng được chuyển lại ông ta đưa tay kéo tờ xuống tờ giấy đã viết trước đó tử bình hưu đau khổ hỏi chẳng lẽ đại tống cứ như thế là hết hà tiên sinh có thượng sách nào dạy ta giả vô quần viết ta cũng không thể ra sức ông ta chuyển tờ giấy sang lại thuận tay kéo tờ khác xuống tử bình hưu năm xưa nước tống bị nước yến chèn ép vô cùng yếu ớt sau đó nước tống nhanh chóng quật khởi, củng cố quốc lực mới có được sức mạnh nuốt hiến. người khác chỉ coi là lão phu chỉ quốc có công, lão phu lại biết là nhờ tiên sinh ở sau lưng hiến thượng sách tương trợ. bây giờ tiên sinh nói vậy khiến lòng ta lạnh buốt, giả vô quần viết, ta chỉ là một thư sinh, không giỏi chinh chiến, đối mặt với chiến trường chém giết cũng chẳng biết làm thế nào. tử bình hưu chỉ chỉ tờ tin tức thu được ở bên cạnh, nói tiên sinh vẫn thu thập tin tình báo của ngô công lĩnh ở phía nam, chẳng lẽ không phải vẫn đang nghĩ biện pháp sao? Tiên sinh, tình thế nguy cấp, không thể ẩn nấp. Giả Vô Quần, tuy có biện pháp, nhưng cũng chỉ là làm bừa kéo dài sinh mạng, huống chi chưa chắc bên bệ hạ đã đồng ý. Tử Bình Hưu mừng rỡ, dù bệ hạ có thể đồng ý hay không, tiên sinh cứ nói thử xem. Giả Vô Quần viết xuống bốn chữ Thoát thai hoán cốt thật to cho ông ta nhìn. Tử Bình Hưu nghi hoặc hỏi lại, thế nào là Thoát thai hoán cốt? Giả Vô Quần, ai cũng biết giá tâm của Ngô Công Lĩnh, y muốn xưng đế, chỉ thiếu có thần khí trấn quốc. Tử Bình Hưu kinh hãi, ý của ngài là trao thần khí trấn quốc cho Ngô Công Lĩnh, để cho y xưng đế. Giả vô quần gật đầu, Tử Bình Hưu đứng dậy, sờ sờ dâu suy nghĩ một hồi, rồi lại đối diện giả vô quần, hỏi cho Ngô Công Lĩnh thần khí, y dám xưng đế sao? Nếu y xưng đế, sau khi nước Hàn đánh bại chúng ta kế tiếp chắc chắn sẽ là y. chương 1271, Kinh Biến 1 Giả vô quần lại nâng bút, Ngô Công Lĩnh đến nước này cũng chẳng còn đường lui. xưng đế, Nước Hàn không bỏ qua cho y, không xương đế, nước Hàn cũng sẽ không bỏ qua cho y, sớm muộn gì cũng sẽ thu thập y. Đằng nào cũng vậy, cho y thần khí, châm ngòi một chút, chắc chắn y sẽ xương đế. Thiên nữ giáo sau lưng ủng hộ y tất sẽ xảy ra nội loạn. Giao thần khí cho y, y có thể xuất binh bảo vệ chúng ta sao? Giả vô quần trả lời, sẽ không, chỉ có bệ hạ thoái vị, dâng thần khí lên, ủng hộ ngô công lĩnh leo lên hoàng vị nước Tống, thống nhất ôm cả đại quyền Nam Bắc nước Tống y mới có thể kiệt lực đánh với nước hàn một trận nước tống mới có thể thu được không gian chiến lược chờ khi hai bên tích góp được sức mạnh mới có năng lực phản kháng ba phái lớn của nước tống sẽ giúp việc này nhưng bệ hạ sẽ không đồng ý bệ hạ thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành tử bình hưu trầm mặc hiểu vì sao vừa nãy đối phương lại nói hoàng đế sẽ không đồng ý giả vô quần lại viết xuống một hàng chữ nữa xoay qua cho ông ta xem giữ tống bệ hạ sẽ mất nhưng cũng bảo đảm quyền vị thừa tướng sẽ không mất dữ bệ hạ, đại tống và bệ hạ cùng mất, thừa tướng cũng mất. ta không dậy thừa tướng làm thần tử bất trung bất nghĩa, lựa chọn ra sao? thừa tướng tự xét lại. tử bình hưu lại đứng dậy, bồi hồi không thôi, thi thoảng ông ta lại cúi đầu, thi thoảng lại ngẩng đầu lên trời thở dài thở ngắn. ông ta hiểu ý của giả vô quần, chỉ cần ông ta chủ trì việc này, chẳng những có thể bảo vệ cho mình, còn có thể giữ được một nhóm người trong triều. nếu ngô công lĩnh muốn thuận lợi tiếp nhận nước tống sẽ vẫn cần những người như ông ta nhưng theo như giả vô quần nói một khi làm việc này thì chính là bất chung bất nghĩa giả vô quần lẳng lặng nhìn ông ta đi tới đi lui từ khi bị phiêu miếu các cắt, cắt lưỡi ông ta chỉ có thể yên lặng một lúc lâu sau tử bình hưu quay lại nhìn ông ta hỏi có phải tiên sinh đã có ý tưởng này từ trước chỉ là chậm chạp không chịu nói ra giả vô quần lại nâng bút viết nguyên nhân xuống cho ông ta xem hạ hạ sách nói sớm cũng vô ích tới lúc thần hồn nát thần tính bệ hạ lấy cọc gỗ làm binh tai mắt khắp nơi, chỉ động lạ một chút chính là tai họa. Không đến lúc cuối cùng, không thể hành động thiếu suy nghĩ, thừa tướng không thể để lộ ra bất kỳ đầu mối nào. Đến cuối cùng, chỉ cần đẩy nhẹ ba phái lớn một cái, tất sẽ không chút do dự mà giúp thừa tướng một chút, nước chảy thành sông. Có ba phái lớn bảo hộ, thừa tướng cũng sẽ không nguy hiểm. Tử Bình Hưu đứng cười đắng ngắt, ông ta hiểu, chỉ đẩy nhẹ một cái thôi, hoàng quyền sẽ tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt. Ông ta thở dài, thật sự đúng là tiên sinh đã cho ta một biện pháp tốt, thực sự đã đẩy lão phu vào tình thế khó xử, khó mà chọn lấy hay bỏ. Ta muốn hỏi tiên sinh một câu, tiên sinh đưa ra hạ sách này sẽ ấy náy chứ? Giả vô quần lại viết, người điều khiển đại thế vẫn còn, quy tắc không thay đổi, vĩnh viễn không thể tránh được tranh tranh đoạt đoạt. Ai là quân, ai xưng đế, có liên quan gì tới ta? Ta chỉ nguyện giữ được một phương tử phủ bình an, không quan tâm thiên hạ thuộc về ai. Mà tướng vô năng, Tội đáng chết vạn lần, trong chướng trung quân của quân Hàn, một viên tướng chiến giáp lộn xộn chật vật quỳ rạp xuống, xấu hổ thỉnh tội. Viên tướng này dẫn theo 10 vạn đại quân đuổi vào một sơn cốc, đột nhiên núi lở, đá lăn chặn mất đường lui trước sau, đại quân tiên phong gặp phục kích, sau đó tuy có nhân mã khẩn cấp cứu viện, nhưng không ngờ quân Tống lại vây đánh viện binh. Khi đại quân gặp đại bại trở ra, lại gặp phục binh phục kích trên đường lui. Tiến thối đều bị đánh bại, 10 vạn nhân mã gần như toàn quân bị diệt chỉ còn mấy ngàn người trốn về được viên tướng nãy cũng suýt mất mạng may nhờ tu sĩ liều mạng giúp mới thoát được một kiếp trong trướng ai nấy đều nghiêm mặt từ khi hàn tống giao chiến đến nay đây là lần đầu tiên quân hàn chịu cái thiệt lớn như thế kim tước chăm chú nhìn người quỳ dưới đất một lúc mới thở dài trận này bại không phải do ngươi sai là ta khinh địch liều lính ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi đa tạ đại soái thi ân không giết viên tướng nọ cảm động rơi nước mắt dập đầu đứng dậy lau nước mắt rời đi Kim Tước xoay người đi tới trước địa đồ, trầm ngâm nói: "Bố trí chướng nhãn dụ địch đánh viện binh, lại cướp đường về thế này. Tiết Tấu cực kỳ nghiêm mật, cực kỳ có phương pháp điều binh khiển tướng, không phải thủ đoạn triệu chi hoán có thể thi triển, chỉ có thể là La Chiếu. Chẳng lẽ La Chiếu đã quay về? Ông ta vừa dứt lời, bên ngoài đã có quan đưa tin hồ báo chạy vào trong. Đại soái, thám tử báo chủ soái quân tống triệu chi hoán đã bị rút đi, La Chiếu đã quay lại. Một lần nữa thống lĩnh quân tống ác chiến. A." À, la chiếu đã quay lại rồi trong chướng lập tức xôn xao kim tước ép cho quân tống không thở nổi có thể nói với quân hàn la chiếu cũng là khúc xương khô khó gặm đối mặt với la chiếu quân hàn cũng chỉ có thể bước từng bước đến muốn tốc chiến tốc thắng sao la chiếu không ăn chay không thể làm bừa quả nhiên la chiếu đã về kim tước chậm rãi nhắm hai mắt lại buông tiếng thở dài chỉ trách ta khinh địch trận này đã cổ vũ sĩ khí quân tống trong trận doanh quân tống nơi nơi đều hớn hở vui mừng trong quân chướng, La Chiếu đang hạ từng quân lệnh lại không thể nhẹ nhóm Y và Kim Tước giao thủ đã lâu như vậy nên hiểu trận này thắng là do mình gặp may quân Hàn liều lĩnh mới cho mình cơ hội hạ thủ khi tiếp nhận bên này Y cũng hơi bất ngờ không biết vì sao sau khi Kim Tước tham gia thì đột nhiên chiến sự thay đổi như vậy thực tình Y không biết Kim Tước đang lo lắng về uy hiếp từ phía Như Hữu Đạo trong lòng thầm lo lắng muốn đẩy nhanh tốc độ giải quyết xong nước tống trước khi cuộc chiến Yến Triệu kết thúc tránh khỏi đến lúc đó hai mặt đều gặp địch nên y mới nhặt được cái tiện nghi này cũng phải cảm tạ chủ soái tiền nhiệm triệu chi hoán của quân tống liên tiếp bị đánh bại dùng tổn thất to lớn đổi lấy sự chủ quan của kim tước nhưng tin chiến thắng truyền về kinh thành nước tống lại khiến cho triều đình mừng rỡ cổ vũ sĩ khí dân tâm trắng trận viên dương nhưng họ cũng không cao hứng được bao lâu la chiếu chỉ ngăn được thế cuồng tiến của quân hàn khó mà ngăn được quân hàn tiến chậm từng bước triều thần nước tống đang đầy chờ mong lại dần dần thất vọng thế cục càng ngày càng không ổn Cuối cùng Tử Bình Hưu vẫn đưa ra lựa chọn cuối cùng mà mình không hề muốn kia, giả vô quần tự thân xuất mã, bí mật liên hệ với người của ba phái lớn nước Tống. Lựa chọn đảm bảo hoàng quyền của Mục thị hay đảm bảo nước Tống? Ba phái còn phải nghĩ nhiều sao? Trong tình huống bình thường, khẳng định ba phái sẽ lựa chọn đảm bảo hoàng quyền của Mục thị, vì họ không muốn nội loạn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của mình. Nhưng tình hình hiện giờ, vừa có thể thu lại lãnh địa ở phía nam mà Ngô Công lĩnh chiếm mất lại vừa có tử bình hưu đồng ý giúp đỡ ổn định nội bộ không khiến xảy ra đại loạn lúc này bảo vệ nước tống chính là bảo vệ lợi ích của ba phái còn về ngoại bộ các nhà tử quét tuyết trước cửa không còn trông cậy vào nước yến sẽ xuất binh giả vô quần chẳng mất mấy công đã thuyết phục được ba phái lớn sau đó ba phái lớn cấp tốc phái người bí mật hộ tống giả vô quần tới phía nam nước tống bí mật gặp ngô công lĩnh sau một hồi bí mật đàm phán giả vô quần rời đi nhặt trang giấy dưới đất nhìn mấy chữ giả vô quần lưu lại, ngô công lĩnh lau mồ hôi lạnh, ánh mắt hưng phấn như dã thú, tự nhiên tìm tới cửa, trời cũng giúp ta. Dưới mái hiên hành lang, Phùng Quan Nhi ngồi dựa trên ghế, ánh mắt đầy lo sầu. Nàng đã gầy đi rất nhiều, la chiếu lại lên chiến trường, vậy mà vẫn không thay đổi được thế cục trận chiến, khiến cho nàng cực kỳ lo lắng, chỉ lo y sẽ xảy ra chuyện bất chắc. Trường 1272, Kinh Biến 2 Phu nhân, trưởng môn đến rồi, một tu sĩ hộ viện chạy tới báo cáo phùng quan nhi sững sờ nghi ngờ hỏi trưởng môn quan nhi có tiếng nói quen thuộc vang lên phùng quan nhi nhìn lại thật đúng là khách quý bất ngờ đến chơi pháp giá của trưởng môn lăng tiêu các quan cực thái đích thân tới nàng vội đứng dậy chạy xuống bậc thang bái kiến có thể nói là hoàn toàn bất ngờ trưởng môn cao quý lại tự tìm đến nhà mình đây là lần đầu tiên đó hai người ngồi xuống phòng khách quan cực thái cho tả hữu lui xuống nói rõ ý đồ đến đây hy vọng phùng quan nhi có thể giúp đỡ khuyên la chiếu phối hợp hành động với mình dù sao lúc này trong tay la chiếu cũng đang giữ binh quyền nơi tiền tuyến muốn đổi hoàng đế phùng quan nhi khiếp sợ vội hỏi không thể nào la chiếu tâm cao khí ngạo chắc chắn sẽ không làm phản thần huống chi chàng còn là nghĩa tử của bệ hạ xin trưởng môn nghĩ lại nếu dễ khuyên cũng sẽ không tìm ngươi ngươi cùng y là phu thê nhiều năm chỉ cần cố gắng khuyên y một chút phùng quan nhi lắc đầu liên tục trưởng môn con khuyên cũng vô dụng, chuyện này chàng sẽ không nghe con. Huống chi, hiện giờ chàng với con, quan cực thái, ta có nghe nói chuyện của các ngươi, cũng có thể hiểu được. Y liên tục gặp thất bại, đây chẳng qua là mất ý chí nhất thời, hậm hực phát tiết lên ngươi thôi. Trước khác nay khác, ngươi nói cho y biết, chỉ cần y ngoan ngoãn phối hợp, không cần phải nói nhiều, dù là nể mặt ngươi, lăng tiêu các cũng sẽ tiếp tục bảo vệ tiền đồ cho y. Phùng quan nhi có khổ khó nói, cũng xấu hổ không dám mở miệng, nếu không phải vì lo lắng cho an toàn của La Chiếu, chuẩn bị sẵn sàng cho y một đường lui khi nước tống mất đi đại thế, nàng đã đi tìm một sợi dây treo của mình lên xà nhà rồi. Trưởng môn, vô dụng thôi, chàng sẽ không đồng ý chuyện này. Người xác định là vô dụng, thực sự vô dụng, chắc chắn chàng sẽ không đồng ý. Quan cực thái không nói hai lời, đứng dậy liền đi. Phùng quan nhi sợ hãi, La Chiếu thuộc phái bảo hoàng, một khi ba phái lớn đã quyết định đổi hoàng đế, khó mà lường được hậu quả. Trưởng môn, trưởng môn, phùng quan nhi đuổi theo. Hai tu sĩ lách ra cản nàng lại, phu nhân, đi theo chúng ta một chuyến đi. Quan cực thái chạy tới Hoàng Cung, hội hợp với trưởng môn huyết thần điện Cù Phiên, trưởng môn liệt thiên cung Ngô Thừa Vũ, cùng đi tìm Hoàng đế nước tống Mục Trác chân Thương kiếm, Mục Trác chân kinh nghi bất định, không biết vì sao ba vị trưởng môn lại muốn xem thần khí chấn quốc vào lúc này, cũng nghi hoặc hỏi vì sao nhất định phải xem. Cù Phiên đáp, bên ngoài có lời đồn, nói rằng thần khí thất lạc, nên chúng ta tới đây xem mục trác chân nhận ra lời này không thật nên không chịu đưa ra ba vị trưởng môn yên tâm thần khí trấn quốc hiện vẫn đang nằm trong kho bí mật ngoại trừ chấm không ai có thể mở ra tuyệt đối không có khả năng bị mất sổ dọc ngô thừa vũ lạnh lẽo nói xem một chút thì có làm sao chẳng lẽ chúng ta không thể nhìn mục trác chân nhìn chằm chằm phản ứng của ba người cuối cùng đột nhiên hỏi lời đồn là thật thực sự ném đi sao quan cực thái phất tay ra hiệu đệ tử đằng sau đột nhiên lách ra, bắt mục Trác chân lại, ấn ông ta quỳ xuống đất. Tổng quản đại nội mạc cao thất thanh hô, các người muốn làm gì? Người đâu, một đám thái giám tu sĩ nghe gọi muốn xông vào thì thấy hàn quang lóe lên, một thanh kiếm gác trên của mục Trác chân khiến cho người xông tới đều phải chùn chân. Trong cung ngoài cung đột nhiên đại loạn, đệ tử ba phái đột nhiên ra tay bắt tất cả con trai con gái của mục Trác chân áp tiến vào trong cung. Trong cung, tầng tầng cấm quân vây quanh trưởng môn ba phái lớn, nhưng hoàng đế còn đang bị bắt ở đó cấm quân không dám hành động thiếu suy nghĩ tới khi con trai con gái của ông ta bị áp đến cấm quân không thể không tránh đường cho đi ba phái lớn giữ con cái của mục trác chân uy hiếp nhưng ông ta vẫn không hé miệng vẫn không chịu giao ra thần khí chân quốc sau đó ba phái lớn dùng cực hình với ông ta mục trác chân không chịu được tra tấn tàn khốc lại thấy con trai con gái từng người ngã xuống trong vũng máu cuối cùng đành buông tay Cửa kho bí mật mà đồng kiêu thiết chú cũng không thể mở ra cuối cùng đã được mở, một thanh cổ kiếm đen nhánh to bằng bàn tay rơi vào tay ba phái lớn. Choang, quan cực thái nâng kiếm, tùy tiện chặt một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn làm đôi, xác minh thật giả rồi mới gật đầu với cụ phiên và ngô thừa vũ. Trong chiều phòng, bách quan tụ tập, tử bình hưu nhắm mắt dưỡng thần ngồi ngay ngắn. Bách quan hết kiên nhẫn rồi, có người hỏi, thừa tướng, rốt cuộc vì sao ngài gọi chúng ta tới đây? Tử bình hưu không mở mắt, lạnh nhạt nói chờ lấy là được. Có tiếng lao sao bên ngoài vọng lại, có người hé mắt nhìn qua cửa sổ, thấy hộ vệ cấm quân trong cung bôn ba qua lại, bèn gọi mọi người lại hỏi xảy ra chuyện gì vậy. Có người muốn đi ra ngoài xem rõ ngọn ngành, lại bị tu sĩ ngoài cửa ngăn lại. Một lúc sau, có mấy đệ tử ba phái đi vào, tới bên cạnh tử Bình Hưu, hộ vệ hai bên, một người cúi xuống thì thầm với ông ta gì đó. Tử Bình Hưu nghe xong mới chậm rãi mở mắt, chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, chư vị đều hiểu rõ thế cục hiện giờ của Đại Tống ta. Lúc này, Lão Phu muốn hỏi chư vị một chút, chư vị có muốn giữ Đại Tống không? Đại Đô Đốc, Phu Nhân đã tới, có người ngoài trướng thông báo, La Chiếu ngồi trước địa đồ bên trong quay đầu lại, chỉ thấy Phùng Quan Nhi cùng mấy đệ tử lăng tiêu các đi vào trong. Thấy Phùng Quan Nhi, trái tim La Chiếu lại đau đớn không thôi, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, nàng tới làm gì? Phùng Quan Nhi bối rối, nhìn quanh một lát, nói với những người khác trong trướng, các ngươi lui xuống trước đi. Mấy văn lại khom người cáo lui. Sau đó, nàng cũng nói rõ ý đồ mình đến đây, khuyên La Chiếu tạm nghe theo sắp xếp của ba phái lớn. Sắc mặt La Chiếu vặn vẹo, cánh tay run rẩy đưa lên chỉ vào nàng, nửa ngày không nói nên lời. Phùng Quan Nhi tràn đầy đau khổ, nàng không muốn tới khuyên, nhưng nàng không đồng ý không được. Nàng không thể để cho ba phái cùng hạ độc thủ với La Chiếu, Tiện nhân, La Chiếu rút kiếm chỉ vào Phùng Quan Nhi, người không biết xấu hổ thì thôi, giờ còn muốn dạy ta làm ra chuyện bất trung bất nghĩa. Ta há có thể tha cho ngươi. Dứt lời, y vào tới muốn giết nàng, nhưng tu sĩ đi theo nàng đâu có ăn chay, lập tức ra tay chế trụ La Chiếu đang gào thét. Mành lều lại được xốc lên, một người đi vào, ý cười đầy mặt lấy ra một thánh chỉ của bệ hạ. Người đến chính là thống soái tiền tuyến vừa mới bị thay đi triệu chi hoán, La Chiếu, người không tuân theo ý chỉ của bệ hạ sao. Bệ hạ có chỉ, đại quân tiền tuyến do ta thống lĩnh, người có thể tạm nghỉ ngơi. Gian tặc, hẳn là giả truyền thánh chỉ, la chiếu giấy ruộng nổi giận mắng um lên, tu sĩ bên cạnh lại ra tay, y không thể lên tiếng nữa. Triệu chi hoán cười lạnh, cầm thánh chỉ quay người đi ra, tuyên chi cho toàn quân tướng sĩ. Trong sơn cốc phía sau, tiếng đánh nhau vang lên kịch liệt, Huệ Thanh Bình không quay đầu tiếp tục đi lên núi. Đệ tử đi theo ai nấy đều lo sợ bất an, sư phụ phản bội sư môn rồi, phản bội thiên nữ giáo. Bản thân Huệ Thanh Bình mặt không biểu tình, trước đây cũng không nghĩ qua bản thân sẽ đi đến bước đường này. Người nguyện ý theo bà ta phản bội thiên nữ giáo, bà ta dẫn đi, trên cơ bản đều là người một phe của bà ta. Người không muốn hoặc không dám phản bội, trước đó khi phân chia cha hỏi đã bị bà ta dẫn vào bẫy, lúc này đang bị tu sĩ ba đại phái nước tống vây quét. Chưa nói đến ái náy hay không ái náy gì, bà ta có lý do tự an ủi bản thân mình, là thiên nữ giáo có lỗi với bà ta trước, là thiên nữ giáo hy sinh bà ta trước. Bà ta bây giờ đã chung một chiến tuyến với Ngô Công Lĩnh, đối mặt với lợi ích lớn hơn, bà ta nghe sự xui khiến của Ngô Công Lĩnh, nội ứng ngoại hợp với ba đại phái nước tống, đối với người của thiên nữ giáo phía bên đây hạ độc thủ loại trừ, tiếp tay dọn dẹp cho ba đại phái nước tống bên này. chương 1273, tội kỷ chiếu. Muốn có được thiên hạ nước tống, thì nhất định phải đưa ra chấm dứt và lựa chọn, đây chính là cái giá mà Ngô Công Lĩnh và bà ta phải trả, ba đại phái nước tống không thể để bên này một chân đạp hai thuyền, cũng không thể để thiên nữ giáo tiếp tục khống chế bên đây, nhất định phải để quyền khống chế nằm trong tay mình mới yên tâm. Ngừng đánh nhau rồi, trưởng môn lăng tiêu các quan cực thái đích thân đến hiện trường lạnh lẽo quét mắt nhìn thi thể đệ tử thiên nữ giáo phân tán khắp nơi trong núi, mặt không biểu tình quay người bay vút đi. Từ vùng hoang vu quay trở về phủ thành, chạy thẳng đến phủ đệ ngô công lĩnh. Trong đình viện, trên mặt đất một đống đao kiếm gãy, trong tay nâng lấy thương kiếm chấn quốc thần khí của nước tống, vuốt ve qua lại không ngừng, chật chật bảo kiếm của thương tụng vũ triều, món đồ tốt, quả nhiên là món đồ tốt. Bên cạnh, trưởng môn đồng tiên các hiện nay đơn đông tinh âm thầm cảm thán, tên này quả nhiên là làm được hoàng để nước tống rồi. Vì để xác nhận ba đại phái nước tống không lừa gạt bên này, đơn đông tinh hắn đại diện cho bên này đích thân đi sang tống kinh bên kia xem xem đã xảy ra chuyện gì, chính mắt thấy tống hoàng mục trác chân bị bắt lại, chính mắt thấy một số nữ tử của mục trác chân bị giết, chính mắt thấy một số trung thần thả chết cũng không theo bị giết mặc cho tận mắt nhìn thấy nhưng ngẫm nghĩ lại quá trình một đường phát tài này của ngô công lĩnh ông ta vẫn có cảm giác hoang đường như mơ từ phản tướng nước yến trở thành hoàng đế nước tống ngoài cảm khái ra còn có chút thương tiếc phía trước là thiên nữ giáo bây giờ là ba đại phái nước tống đồng tiên các vẫn là phải đứng sang bên cạnh không còn cách nào khác thực lực của đồng tiên các vẫn còn yếu hơn chút không có thực lực khống chế đại cục tiếng bước chân truyền đến quan cực thái dẫn theo một nhóm đệ tử trực tiếp xông vào ngô công lĩnh quay đầu nhìn lập tức ha ha cười lớn nói, quan trưởng môn, như thế nào? Ngô mỗ nói lời giữ lời không lừa ngươi chứ, quan cực thái hử lạnh trong lòng, chuyện ngươi hãm lại lừa gạt còn ít hay sao? Ngô công lĩnh đóng vai quan thanh liêm thẩm án, làm đống tấm biển thanh thiên đại lão ra, đồng thời chuyện bách tính quỷ xuống lau nước mắt, ông ta sớm đã nghe nói, biết rõ đây là tên không biết xấu hổ. Ông ta cũng cảm khái, trước kia hận không thể giết chết ngô công lĩnh, bây giờ lại phải giúp vị này bước lên hoàng vị nước tống, ông ta cũng có cảm giác nằm mơ. Ông ta cũng lời nói nhảm, người xác định có thể rút quân từ phía Bắc. Ngô Công Lĩnh hỏi ngược lại, không rút quân còn có thể như thế nào, La Chiếu không theo, chỉ dựa vào tên ăn hại triệu chi hóa kia, có thể là đối thủ của Kim Tước Lão Quỷ sao? Quan cực thái, người không phải được xưng là năng trình thiện chiến hay sao? Tại sao không đích thân đến tiền tuyến ra tay? Ngô Công Lĩnh quơ quơ kiếm trong tay, đường xa như thế, nhân mã dưới trướng của ta lại không bay qua được, chẳng lẽ các người muốn để ta đích thân đi chỉ huy? Trong lúc nhất thời có chút không biết nên xưng hô với nhân mã phía Bắc như thế nào, nhân mã triều đình nước Tống. Hai, nói chung nhân mã của phía Bắc, tình hình như thế nào ta một chút cũng không biết, ta chạy đi rồi, binh không biết tướng, tướng không biết binh, trận chiến này không cách nào đánh được, việc đưa đến tận cửa tìm trận thua ta không làm, bảo bọn họ khẩn cấp rút lui mới chính là thượng sách. Quan cực thái, người không phải là sợ kim tước chứ. Ngô công lĩnh, quan trưởng môn, việc này với việc có sợ hay không không liên quan với nhau, mà gọi là người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tình hình nước tống bây giờ, bị nước yến khuấy một cái, đã suy yếu, nhân mã Nam Bắc ở chung một chỗ cũng khó có thể là đối thủ của quân Hàn, biết rõ không thể mà cho là có thể là chuyện người ngu ngốc làm, nếu như biết là chuyện ngu ngốc thì không cần thiết phải cứng đối cứng với quân Hàn. Quan cực thái, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn quân Hàn chiếm phần lớn lãnh thổ hay sao? Ngô công lĩnh xua tay, tranh giành thắng thua nhất thời không có ý nghĩa, bọn họ thích chiếm cứ để bọn họ chiếm là được rồi chiếm rồi cũng chưa chắc có thể là của bọn họ nhượng bộ cũng không hẳn là thua để đại quân phía bắc nhanh chóng rút lui cho quân hàn tiến vào kim tước có bản lĩnh ném bỏ lương thực và đồ quân nhu đuổi theo xem chỉ cần chúng ta bảo toàn thực lực kim tước có gan kéo dài chiến tuyến thử nghĩ rằng ông ta cũng không dám nhân mã nước hàn cũng không phải vô cùng vô tận dù sao cũng là có hạn nước tống diện tích bề dày quân sự lớn như vậy chính là ưu thế duy nhất của chúng ta cần phải dương trường tị đoạn một đánh không thắng không mất mặt đánh không thắng thì thừa nhận là đánh không thắng không cần thiết phải liều chết đến cùng đánh không thắng chúng ta có thể chạy a quan trọng là bảo tồn thực lực chỉ cần chúng ta đủ thực lực quân hàn đi vào càng sâu hậu cần tiếp viện của họ tiêu hao càng nhiều trận tuyến kéo càng dài cơ hội ra tay của chúng ta càng nhiều một dương trường tị đoạn phát triển điểm mạnh né tránh điểm yếu không cần lấy cứng trọi với cứng họ tiến thì chúng ta lùi họ dừng thì chúng ta quấy rối, vây quanh náo bên trái, náo bên phải, náo phía sau, náo phía trước đều được, từ đầu đến cuối để bọn họ duy trì một cường độ nhất định. Gì mà quyết một trận thắng thua đừng nghĩ nữa, kim thước lão quỷ không dễ chọc, chỉ cần tiếp tục hao tổn, chúng ta hao tổn được, nước hàn hao không nổi. Mấy trăm vạn đại quân đi sâu vào nội cảnh nước tống thời gian dài, nội bộ nước hàn không đủ binh lực, đợi đến khi trận chiến yến triệu kết thúc, đến lúc đó xem nước hàn sợ hay không. Chỉ cần chúng ta duy trì đủ thực lực, để nước hàn ăn đến miệng không cách nào nuốt xuống triệt để, nước yến không hy vọng nhìn thấy nước hàn lớn mạnh, đến khi đó cho dù là hai bên giả vờ đàm phán liên thủ, nước hàn vì tự bảo vệ mình, đến khi đó tự nhiên sẽ không đánh mà lui. Vẻ mặt quan cực thái vặn vẹo nói, người sắp làm hoàng đế nước tống rồi, người cứ như vậy trơ mắt nhìn nước tống bị nước hàn đánh cho nát bét hay sao? Ông ta muốn chửi mẹ nó rồi, nếu như cứ tiếp tục như vậy, làm cho nước tống nát bét rồi, phải bao lâu mới có thể hồi phục nguyên khí? lợi ích của ba đại phái sẽ phải chịu tổn thất cực lớn nước tống đánh nát rồi thì nát rồi ngô công lĩnh chẳng sao cả ông ta mới không gánh vác gì cả bảo ông ta vì nước tống mà liều mạng càng không có khả năng ông ta tận tình khuyên bảo nói quan trưởng môn người ép ta ta cũng không còn cách nào a à, tình hình trước mắt là như vậy đánh không thắng chính là đánh không thắng người ép ta ta cũng không thể đánh thắng ha đánh nát rồi thì đánh nát rồi đánh nát rồi thì xây dựng lại từ đầu là được giữ được núi xanh thì lo gì không có củi đốt dù sao cũng hơn là diệt quốc đúng không bảo tồn lực lượng chiến đấu với nước hàn đến cùng chính là chiến thắng vua cũng thua thằng liều cứ như vậy nghĩ tất cả các biện pháp tiếp tục kéo dài bọn họ đánh không thắng còn liều mạng đầu óc ta có bệnh còn hơn quan cực thái cắn răng nói ngươi làm như vậy vô số người phải tan cửa nát nhà ngươi không sợ bị nước bọt của bách tính nước tống dìm chết hay sao ngô công lĩnh mạng quan trọng hay là nước bọt quan trọng bách tính dễ quên qua rồi thì sẽ quên thôi lòng người mà chiến sự kết thúc rồi tiếp tục nghĩ cách lấy lòng là được, trước tiên bảo vệ được khả năng yên thân gửi phận mới là thượng sách. Tống kinh, loạn tung tùng phèo, bởi vì Tống Hoàng Mục Trác chân hạ xong tội kỷ chiếu liền chạy mất. Trên tội kỷ chiếu, Mục Trác chân nói bản thân vô năng có lỗi với bách tính nước Tống vân vân, thoái nhượng hoàng vị cho ngô công lính. Kinh thành bách quan cũng nhao nhao dẫn theo ra quyến rời khỏi kinh, đi về phía nam, không đi không được, dựa theo chiến lược của ngô công lính, kinh thành này sớm muộn gì cũng phải để cho quân hàn chiếm chương 1274, ngự giá thân trinh một Động tính này vừa nổi lên, bất kể là gia đình giàu có ở Kinh Thành hay là bách tính bình dân, có điều kiện đều ảo ảo di chuyển về phía nam. Giữa đoàn xe trùng trùng điệp điệp, trong một chiếc xe ngựa lung lay, mục trác chân si ngốc ngơ ngẩn ngồi dựa trên thùng xe, ánh mắt dã rời vô thần. Ông ta còn không biết bản thân mình đã hạ tội kỳ chiếu, nhưng lại hiểu rõ, ý chỉ bây giờ còn không phải là ba đại phái và những nghịch thần kia muốn mô phỏng như thế nào thì mô phỏng, ấn trương của ông ta muốn đóng như thế nào thì đóng như thế nấy. Hoàng hậu không ngừng lau nước mắt, đại nội tổng quản mạc cao đi cùng trong xe ảm đạm. Ba đại phái vốn định giết mục chắc chân, được ngô công lĩnh bảo vệ, ngô công lĩnh bảo bọn họ trước tiên để đó, nói còn có tác dụng lớn. Đi theo đoàn xe, còn có lượng lớn cung nữ thái giám. Xe ngựa không đủ, không ít phi tần hậu cung chỉ có thể ngồi chen chúc trên xe ba gác, một đường phơi gió phơi nắng, cũng không lợi oán thán nào. Có thể sống sót đã không tệ rồi, còn chưa biết đối mặt ở phía sau sẽ là kết cục gì trong lòng hoảng loạn trong đoàn xe bách quan đều ở đó liền trực tiếp ở trong buồng xe xử lý công vụ trong xe ngựa làm việc lắc lư có chút hoa mắt tử bình hưu nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ trên càng xe ở bên ngoài giả vô quần treo chân đu đưa ngồi dựa vào cửa xe khi thì nhìn người phi xe lái xe khi thì khoan thai tự đắc thưởng thức phong cảnh dọc đường tử bình hưu đột nhiên lên tiếng hỏi tình hình của mục trác chân sau khi được biết rất yên tĩnh vẫn là nhịn không được thở dài một tiếng hai. Ban đầu, đụng đến mục trác chân ba đại phái có thể vẫn còn chút cố kỵ, nhưng mà dưới sự phối hợp của bách quan, sự vật quân sự chính trị tất cả xoay chuyển như thường, bình thường xoay chuyển như thế nào thì xoay chuyển như thế nấy, chưa xảy ra bất kỳ nhiễu loạn gì, cứ như thế trên dưới liên thủ điều vị hoàng đế trác mục chân này đi. Tiền tuyến quân tống giao chiến, dưới sự xuất lĩnh của thống soái triệu chi hoán, toàn diện rút lui. Sau khi quân Hàn đuổi theo được một quãng thời gian, phát hiện không đúng, lo lắng có bẫy kim tước tính tình ổn định cưỡng chế lệnh đại quân ngừng lại triệu tập các tướng bàn bạc bàn bạc đến bàn bạc lui cũng không ai có thể hiểu được cách đánh của la chiếu là cách đánh gì bên này vẫn không biết la chiếu đã đột nhiên bị khống chế chủ soái nước tống lại đột nhiên đột thành triệu chi hoán nằm mơ cũng không nghĩ đến hướng này ai có thể ngờ đến tiền tuyến giao chiến thống soái lại có thể như trò chơi trẻ con mà đổi tới đổi lui như thế tình trạng mơ mơ hồ hồ này khiến cho kim tước bối rối triệt để cả đời chưa từng gặp phải tình trạng này Ngoài chướng báo một tiếng, có tình báo truyền đến khẩn cấp, tình hình nước Tống vẫn chưa làm rõ, tin tức bên phía Tống Kinh ngược lại truyền đến trước, nói là Tống Hoàng Mục Trác chân thật sự hạ tội kỷ chiếu thoái lui rồi, đem Hoàng vị nhường lại cho Ngô Công Lĩnh. Đem Hoàng vị nhường lại cho Ngô Công Lĩnh, Kim Tước sau khi giật tình báo đến tay thì trợn mắt hốc mồm, Ngô Công Lĩnh trở thành Hoàng đế nước Tống. Các tướng ngơ ngác nhìn nhau, báo, lại có quân tình khẩn cấp đưa đến, quân tiên phong bắt được một số thương binh của quân Tống, căn cứ theo khai báo của thương binh, thống soái của quân tống lại đổi thành triệu chi hoán. Bên đây còn đang suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, sau đó tình báo lần lượt đến cuối cùng khiến bên đây hiểu rõ được tình hình, ba đại phái nước tống phế bỏ tống hoàng mục chắc chân, nâng đỡ ngô công lĩnh lên ngôi. Mà tình báo tiếp đó cho thấy, nhân mã phía bắc của nước tống đang rút về phía nam, mà nhân mã phía nam của ngô công lĩnh đang tập kết lên phía bắc. Nói cách khác, bề dày quân sự nam bắc nước tống đã thông triệt để binh lực nước tống và binh lực của ngô công lĩnh liên thủ rồi, này sẽ khiến cho độ khó nước hàn chiếm lấy nước tống tăng lên nhiều. Lúc trước vì sao kim tước lại ép ngô công lính quấy rối phía sau nước tống? Chính là vì giảm bớt độ khó tấn công nước tống, để tránh tiêu hao quá nhiều sức mạnh nước hàn. Đùng, kim Thước đập một quyền lên trên bàn, phẫn nộ quát truyền tin cho triều đình, hỏi thiên nữ giáo rốt cuộc là chuyện gì? Xảy ra chuyện gì, thiên nữ giáo làm sao biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết Huệ Thanh Bình và Ngô Công Lĩnh cùng một ruột phản bội sư môn hết lần này đến lần khác ở một mức độ nào đó vẫn không thể nói là huệ thanh bình phản bội sư môn môn quy thiên nữ giáo là không thể lấy chồng vì để đi quanh có đem huệ thanh bình gả cho ngô công lĩnh trước tiên đã để huệ thanh bình rút khỏi thiên nữ giáo việc này thật sự không cách nào để nói rõ nói rõ rồi thì chính là trò cười lớn cho thiên hạ không muốn nói rõ cũng là lừa mình dối người có ai còn không biết nguyên nhân huệ thanh bình rút khỏi thiên nữ giáo hay sao nói phản bội sư môn cùng lắm cũng chỉ có thể nói là phe đệ tử kia của huệ thanh bình phản bội sư môn ở một mức độ nào đó người ta nghe lời sư phụ dường như cũng không tính là quá đáng nói chung việc này khiến cho thiên nữ giáo triệt để thẹn quá hóa giận rồi nội bộ thiên nữ giáo còn dễ nói áp lực bên ngoài thì lớn triều đình nước hàn tức giận bách xuyên cốc và vô thượng cung phẫn nộ cũng hỏi tội thiên nữ giáo ban đầu nếu như không phải thiên nữ giáo vì ham muốn cá nhân ngô công lĩnh chỉ có thể cùng quân hàn tấn công nước tống từ trước sau nói không chừng trước khi chiến trận tan thì đã gần như xé rách nước tống rồi ngô công lĩnh ngay từ khi bắt đầu cũng không có thực lực mạnh như vậy khi đó không nghe lời căn bản không chịu được sự trừng trị mọi mặt đều có thể trừng trị ngô công lĩnh chính bởi vì thiên nữ giáp cắt ngang chen một chân vào kiềm chế bách xuyên cốc và vô thượng cung nước tống vì tránh cho hai tuyến tác chiến cũng không động đến ngô công lĩnh dưới đủ loại nguyên nhân thật sự đã cho ngô công lĩnh cơ hội phát triển lớn mạnh nói chung suy cho cùng vẫn là vì tư lợi của bản thân thiên nữ giáo mới gây nên cục diện bây giờ. Mà hiện tại, có được sự ủng hộ của ba đại phái nước Tống, Ngô Công Lĩnh bây giờ cũng không còn là người mà ai muốn trừng trị thì trừng trị, đã hoàn toàn đánh mất cơ hội trừng trị Ngô Công Lĩnh, thiên nữ giáo bây giờ muốn báo thù rửa hận cũng không còn cách nào khác. Khiến cho sự việc trở thành như vậy, tháng ngày của thiên nữ giáo cũng khó mà sống. Vén mảnh trướng ra, nhìn thấy nhiều hữu đạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, quản phương nhi thật sự phục vị này. Thực ra sau khi ra khỏi bí cảnh thiên đô, Việc của Nưu Hữu Đạo rất là nhiều, nhưng mà vị này mở mắt ra chính là việc, sau khi nhắm mắt lại giường như ngăn cách với thế gian, việc tu luyện có bận đến đâu cũng sẽ không dễ dàng buông xuống. Sự thay đổi nhanh chóng này, quản phương nghi tự nhận rằng bản thân làm không được, nhiều việc phức tạp như thế làm sao có thể ổn định lại tâm tình. "Đạo gia!" quản phương nghi kêu lên, đợi Nưu Hữu Đạo chậm rãi mở mắt rồi mới đi vào trong, nói: "Bên phía nước Tống này sinh kịch biến." Kịch biến? Nghiêu hữu đạo hơi cao mày nói, nước tống không đến nỗi nhanh như vậy đã bị nước hàn tiêu diệt rồi chứ. Quản phương nghi ném tình báo cho hắn xem, mục trác chân hạ tội kỷ chiếu, đem hoàng vị nhường cho ngô công lính. Nghiêu hữu đạo còn tưởng là mình nghe nhầm, cầm tình báo xem kỹ, có những việc tuy rằng trên tình báo không có, nhưng chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra manh mối, vẫn chưa đến bước đường cùng, mục trác chân làm sao có thể thoái vị nhường chức, bầm bầm một tiếng, xem ra là ba đại phái nước tống phế bỏ mục thị. Ngược lại nâng đỡ ngô công lính, tên ngô công lĩnh này thế mà lại làm hoàng đến nước tống. Việc này hoàn toàn ngoài dự đoán, nhưng nghĩ kỹ một chút, lại hợp tình hợp lý, nhưng mà nghiêu hữu đạo nhìn như thế nào cũng cảm thấy hoang đường, nhưng sự thật hết lần này đến lần khác chính là như thế. chương 1275, Ngự Giá Thân Trinh 2 Quản phương nghi thở dài nói, đây là việc mà chưa hầu các nước dày vò cả một đời cũng khó mà sờ được cạnh, cái tên không cần mặt mũi này lại hoàn toàn không phí công sức, hoàng vị nước tống từ trên trời rơi xuống, thật sự rơi trúng đầu ông ta, điều này nhặt được lợi. Như hữu đạo cười khổ, lại lắc đầu, nói cũng không thể nói như vậy, cái mũ lớn như vậy ném xuống, sẽ ném chết người, khôn phải ai cũng có thể chịu đựng được, ông ta lại chịu đựng nổi, vì sao? Mặc kệ ông ta có cần mặt mũi hay không, chẳng qua chỉ là một phản tướng, có thể thoát thân khỏi sự vây quét của chư hầu nước Yến, còn có thể dừng chân dưới sự đấu sức của ba nước, lại có thể nhanh chóng tổ chức ra phạm vi thế lực của mình, khả năng khắp nơi mượn lực đả lực này không đơn giản hoàn cảnh đó của ông ta nếu như thật sự muốn giữ thể diện căn bản không thể xuống đến bây giờ nếu không phải mặt dày mày dạn gắng gượng cưới được huệ thanh bình mượn được thế của a thiên nữ giáo bây giờ e là ngay cả không gian để thở dốc cũng không có đã chết không toàn thây cũng có khả năng thương châu phản loạn nổi lên mấy trăm ngàn nhân mã theo ông ta không nề hà cực nhọc không có chỗ ở cố định bị đuổi chạy đến chạy lui sự cực khổ trong đó nghĩ cũng biết được mấy trăm ngàn nhân mã đi theo ông ta cho dù là thân rơi vào hiểm cảnh cũng không thể chạy tàn mất có thể nhận được sự ủng hộ của nhiều nhân mã như thế chỉ dựa vào điểm này thì không đơn giản không có nền tảng gầy dựng từng bước từng bước một trước đó của ông ta hoàng vị này cũng sẽ không rơi lên đầu ông ta bởi vì ông ta có chuẩn bị cơ hội mới là của ông ta nếu như không có chuẩn bị cơ hội lần này cũng không có chuyện của ông ta người khác cũng sẽ không nghĩ đến ông ta nói ông ta nhặt được lợi có chút quá là dựa vào bản lĩnh của ông ta mà được Đoàn người trùng trùng điệp điệp của kinh thành rút về phía nam, cuối cùng hội hợp với đại quân lên phía bắc của Ngô Công Lĩnh. Sau khi gặp mặt chào hỏi, Ngô Công Lĩnh thúc ngựa đến trước một chiếc xe ngựa, roi ngựa vén màn xe ra, nhìn chằm chằm mục trác chân vô tri vô giác đánh giá một hồi lâu, sau đó ánh mắt lại liếc nhìn lên người hoàng hậu già mà dê lại nơm nớp lo sợ. Đêm đó, Huệ Thanh Bình bị Ngô Công Lĩnh tìm vái cớ đẩy ra, lại lấy cớ tra hỏi, Ngô Công Lĩnh triệu hoàng hậu vào trong trướng của mình. Sau khi hoàng hậu vào trong rất lâu không ra ngoài, đợi đến sau nửa đêm khi khóc suốt mướt chạy ra ngoài thì quần áo đã lộn xộn dứt khoát đập đầu chết trên một tảng đá lớn xảy ra chuyện gì có một số người biết rõ trong lòng nhưng không ai lên tiếng khi vừa bắt đầu bà đại phái nước tống vẫn không biết ngô công lĩnh để mục trác chân lại có thể có tác dụng lớn gì bây giờ hiểu rồi thì ra ngô công lĩnh lo lắng sẽ có vấn đề gì lo lắng bà đại phái nước tống sẽ để lại đường lui gì đó nhìn thấy mục trác chân sau khi xác nhận thân phận mục trác chân nghĩ ra một phần thống báo tội trạng, mắng mục trác chân thẹn với đại tống vân vân. Sau đó lại nói mục trác chân thẹn quá tự vấn, hoàng hậu cũng nối gót ra đi theo ông ta, kỳ thực mục trác chân là bị siết chết, mai táng chung một chỗ với hoàng hậu. Về phần những phi tần hậu cung kia của mục trác chân, phàm là sinh ra con nối dõi cho mục trác chân, mặc kệ xinh đẹp đến đâu, ngô công lính cũng không trừ lại, xử tử toàn bộ. Con gái của mục trác chân cũng bí mật chôn giết toàn bộ, có thể nói là nhổ cỏ tận gốc đối với bên ngoài thì nói là phạt đi làm lao dịch rất lâu về sau mới nói là khi giao chiến với nước hàn chết trên tay của quân hàn có con cháu của mục trác chân hiếm có ở kinh thành may mắn chạy thoát khi bị bắt sau đó ngô công lĩnh cũng vẫn luôn phái người bí mật đuổi bắt trong số những phi tần bị xử tử kia có người có bối cảnh quan viên trong triều liên lụy đến gia đình ngô công lĩnh không chút lưu tình trực tiếp đem những quan viên có liên quan cũng tàn sát cách làm này cho dù là mục trác chân còn tại vì cũng không dám làm như thế nhưng ngô công lĩnh chính là lúc phá rồi gây dựng lại, không phải chịu ràng buộc lợi ích hệ thống vốn có, dám dày vò thoải mái, không có gánh nặng. Về phần những phi tần khác trong cung, còn có bối cảnh quan viên trong triều đều phân phát vị trí ổn thỏa cho những người nhà khác, ngô công lĩnh không đắc tội những vị quan này. Những người còn lại, toàn bộ áp giải về hậu phương, khi làm xong vật phẩm để thưởng luận công sau chiến tranh, khiến cho một đám tướng sĩ khá là hưng phấn, xoa tay không ngớt. Kỳ thực Ngô Công Lĩnh đã âm thầm chọn lựa để một số thứ mà mình thích, nhưng kiêng rè Huệ Thanh Bình, không dám công khai, bí mật giao cho thủ hạ trông coi, cũng cùng nhau áp tải về hậu phương. Phía sau áp giải La Chiếu đến, tha chết không theo, Ngô Công Lĩnh vốn muốn giết chết, dưới sự cầu xin của Phùng Quan Nhi, lăng tiêu các ra mặt bảo vệ La Chiếu. Nên dọn dẹp đã dọn dẹp rồi, nên tàn sát cũng đã tàn sát rồi, dưới sự ủng hộ của Bách Quan, Ngô Công Lĩnh chính thức đăng cơ xưng đế. Đầu đội Mũ Phượng trên người mặc xiêm y lộng lẫy cùng ngô công linh bước lên nơi cao huệ thanh bình tiếp nhận lại trầu của bách quan giật mình như mơ mình vậy mà lại trở thành hoàng hậu nước tống rồi sau đó ngô công lĩnh trắng trợn phong quan ban tước những bộ hạ cũ theo ông ta nhiều năm nhao nhao gà chó lên trời một phản thần tặc tử cư nhiên trở thành hoàng đế nước tống thiên hạ chấn động hoàng cung tề kinh hạo vân đồ nghi hoặc tin chết của mục trác chân ném tình báo trên tay xuống tựa lên thành ghế hai ngửa mặt lên trời thổn thức thở dài một tiếng. Bộ tầm đứng bồi ở một bên hiểu rõ, mục trác chân đường đường là hoàng đế nước tống, nói đổi liền đổi mất, địa vị hoàng đế nước tề này của hạo vân đồ không phải là không chịu sự kiềm chế của ba đại phái nước tề. Trong lúc nhất thời, người tràn lan tâm tình một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ không chỉ có một mình hạo vân đồ. Hoàng cung yến kinh, cảnh đẹp phồn hoa ngoài cửa sổ, trong cửa sổ trước bàn trang điểm, a tước quay về gương âm thầm rơi nước mắt. Tin chết của mục trác chân truyền đến, bà ta cũng không biết có phải là thương tâm hay không vô thức rơi nước mắt bà ta trước đây cho rằng bản thân có thể chung sống cả một đời với mục trác chân bà ta biết trên mức độ nào bà ta bị mục trác chân đưa đến bên đây coi như là tránh được một kiếp bằng không từ tình hình nghe được còn không biết được sẽ có kết cục như thế nào cảm ơn sao nên cảm ơn mục trác chân sao tất cả đã quá cũng bừng tỉnh như mơ tân hoàng nước tống đăng cơ ngô công lĩnh truyền cáo thiên hạ ngự giá thân trinh Tất cả mọi người đều chú ý vị tân hoàng đế nước Tống này sẽ đánh một trận với nước Hàn như thế nào, thế nhưng Ngô Công Lĩnh Ngự Giá Thân Trinh chỉ là kêu vang động trời, chỉ là đích thân điều binh khiển tướng chỉ huy nhân mã chạy tới chạy lui, giống như đùa giỡn đuổi tới đuổi lui với quân Hàn, căn bản không có đường đường chính chính đánh một trận. Bản lĩnh khác thì không dám nói, bản lĩnh chỉ huy đại quân chạy trốn của Ngô Công Lĩnh đoán là được luyện ra, đồng thời lại quấy rối không ngừng, làm cho quân Hàn không còn cách nào khác. Trong đại trướng quân Yến Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn ở trước bản đồ cười ha ha một tiếng, nhìn bản đồ không ngừng lắc đầu, nâng tảng đá lên đập chân mình, Kim Tước lần này e là phiền lòng rồi, e là nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải chuyện này. Thương Triều Tông cũng nhìn bản đồ cười, Ngô Công Lĩnh có thể ngăn chặn quân Hàn, đối với chúng ta mà nói không phải chuyện xấu. Trong quân doanh nước Hàn, đùng, Kim Tước nhìn chằm chằm bản đồ nện một quyền lên tường, căm hận nói, thiên nữ giáo tội đáng muôn chết. Đâu chỉ là phiền lòng đối mặt với cách làm này của ngô công lĩnh, ông ta điên cả đầu, ngươi có thể đánh là tốt, ngô công lĩnh người ta không đánh với ngươi. chương 1276, thủ đoạn hèn hạ một Đường đường là hoàng đế nước tống, thế mà lại không coi nước mình ra gì, cư nhiên lại không coi người dân nước tống ra gì, đối mặt với sự xâm lấn của kẻ địch lại không chống cự chút nào, người muốn phá hoại như thế nào tùy ngươi, người muốn cướp bóc đốt xiết đều được, trên đời này có vị hoàng đế như thế hay sao? Đổi lại là người khác sớm đã không thể làm tiếp rồi, hết lần này đến lần khác ngô công lĩnh xây rồi lại dựng không đảm nhiệm ở phương diện này. Kim tước không thể giống như mông sơn minh chạy đến nước tống động tí là tàn sát, quân hàn chuẩn bị đến chiếm lĩnh nước tống, người cái gì cũng diệt, đem người giết hết, chiếm vùng đất cái gì cũng không có thì có tác dụng gì chứ. Tiếp tục tiêu diệt đừng nói là dọa người chạy mất, lòng người mất hết chiếm được rồi cũng phiền phức. Lui cũng không thể lui, nước hàn trả cái giá lớn như thế, chết nhiều người như vậy, có thể kết thúc qua loa như vậy hay sao? Trước khi chưa thể đánh bại đối thủ, phòng thủ cũng không tiện, phân tán binh lực giữ vững địa bàn chiếm đóng. Thực lực hoàn chỉnh giữ trong tay ngô công lĩnh, người thử phân tán binh lực xem. Quân Hàn hoàn toàn rơi vào trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cũng không cách nói hồi phục trật tự sản xuất của vùng đất chiếm đóng để chuẩn bị tiếp tế thời gian dài, quân tống sẽ quấy rối, vật tư tiếp tế chỉ có thể vận chuyển đường dài từ nước Hàn sang. Ngô công lĩnh phá như thế, đối với bách tính nước tống mà nói, là tai họa lớn, tội danh nhưng lại là do nước hàn xâm lấn gánh chịu. Nhĩ phương sướng bãi ngã đăng tràng một thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm chú ý nước tông ánh mắt lại nhanh chóng nhìn chằm chằm về phía nội cảnh nước triệu. Một nhĩ phương sướng bãi ngã đăng tràng, người vừa hát xong, ta liền bước lên tràng cách nói thông thường dùng cho quyền lợi đổi thay, thuộc loại châm biếm chính trị. Quân Yến dưới sự giúp đỡ kéo dài dài hạn, khiến cho quân triệu không cách nào rút ra lực lượng bình định hữu hiệu, phản quân điền, mã cuối cùng nắm bắt thời gian đem thuộc hạ nhân mã chỉnh đốn hoàn tất. Hiểu Nguyệt Các cũng tụ tập lượng lớn tán tu. Số lượng người dựa hết vào Hiểu Nguyệt Các không cách nào chống đỡ với sức công chiếm của nước Triệu, nhưng Hiểu Nguyệt Các lập kế hoạch cân nhắc nhiều năm nay, vẫn luôn tìm tòi sắp xếp tình hình giới tu hành, người như thế nào có thể chiêu mộ, người như thế nào không thể chiêu mộ sớm đã có tính toán trong lòng, nhân cơ hội quân yến tranh thủ thời gian giúp bọn họ, sự chuẩn bị nhiều năm đã có đất dụng võ, làm theo y chang, đã thu hút được lượng lớn tán tu gia nhập Hiểu Nguyệt Các hiểu nguyệt các vốn cũng không phải là môn phái kế thừa truyền từ đời này sang đời khác gì đó vốn là một tổ chức bây giờ từ bỏ thân phận tổ chức sát thủ công khai nổi lên mặt nước kêu gọi các sĩ tử có ý chí đến cùng nhau sáng lập nghiệp lớn vẫn rất có sức hấp dẫn thế cục trước mắt rành rành rất nhiều tán tu nhìn thấy hy vọng nhao nhao tìm tới mọi việc đã sẵn sàng phản quân điền mã ngang nhiên phát động tiến công với nước triệu lý do tiến công thế mà lại là triều đình thiếu tiền lương khoảng thời gian này điền mã vẫn luôn không phát tiền lương cho nhân mã bên dưới, cốt cán bên dưới lại phối hợp phong tỏa tin tức chặt chẽ, tạo lời đồn trong quân, nói triều đình nước triệu nợ tiền lương không phát. Đợi đến khi quân sĩ bên dưới đã lâu không có quân lương, thời khắc oán hận chất chứa sâu sắc, thêm chút châm ngòi kích thích sự phẫn nộ của quần chúng, liền thừa dịp phát động tiến công, nói là phải để cho triều đình đưa ra lời giải thích, vừa ăn cướp vừa la làng. Chủ lực quân triệu bị quân yến kiềm chân, không cách nào áp chế phản quân, thế công của phản quân liền, mã, có thể nói một đường thế như trẻ tre, căn bản là không gặp phải bất kỳ sự ngăn chặn hữu hiệu nào. Sau khi công thành chiếm đất, điên, mã buông thả nhân mã bên dưới gian dâm cướp bóc một trận, các tướng sĩ chia vàng chia bạc vô cùng vui sướng. Những đệ tử nước triệu này, mặc kệ là sau đó có phải phát hiện được chuyện gì xảy ra hay không, chỉ cần động tay một cái, liền trở thành phản quân, một khi làm việc gian dâm cướp bóc, liền không còn đường quay về, không chịu được dọa nạt, chỉ có thể đi theo con đường phản động. Nơi phản quân đi đến, Châu phủ các nơi có kẻ liều chết chiến đấu đến cùng, nhìn thấy triều đình cứu viện vô vọng cũng có lượng lớn kẻ quy thuận. Kẻ trước chết, kẻ sau bảo vệ tính mạng bản thân và gia đình cùng quan chức, chỉ có điều đối tượng thần phục đã thay đổi. Phản quân một đường quét sạch, kéo bè kết đảng, xưng là 300 vạn đại quân, trực tiếp ép triệu kinh. Kinh thành báo nguy, bang đằng chỉ có thể không tiếc trả giá mà rút lui, chạy trở về cứu viện. Cái giá của cứu viện là 500 ngàn nhân mã toàn bộ cản ở phía sau, làm sao có thể ngăn cản nổi mấy trăm vạn đại quân mà Mông Sơn Minh chỉ huy, bị quân Yến một hơi xé vỡ tan tành. Quân Yến sau đó lại gấp rút truy kích nhân mã Bàng đằng. Ai ngờ được phản quân sớm đã được Mông Sơn Minh ra hiệu, chỉ là dụ địch, cũng chính là vì để bàng đằng đẩy 500.000 nhân mã chịu chết, tiêu hao lực lượng đại quân bàng đằng. Thời khắc mấu chốt phản quân nắm chuẩn thời cơ đột nhiên từ bỏ tập kích kinh thành, đổi sang chặn đường nhân mã đến cứu viện của bàng đằng, khiến cho đại quân bàng đằng bị vây chặt. Phía sau quân Yến giết đến, một trước một sau, hai bên liên thủ, ở trên vùng đất rộng lớn cách triệu kinh chỉ có 800 dặm phát động quyết chiến cuối cùng. Hoa hoa, tiếng khóc lành lót của trẻ con vang dội vào lúc bình minh, cả người phượng nhược nam đều là mồ hôi nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch vô lực lại mang theo niềm vui mừng. Trên dưới vương phủ lập tức một mảnh vui mừng, thường thục thanh ôm đứa trẻ sơ sinh trong tã lót xem đi xem lại, ngón tay thỉnh thoảng gảy một chút cái miệng nhỏ tìm kiếm được mút. Nhanh, tiểu vương ra ra đời rồi, nhanh đi báo tin mừng cho vương ra giọng nói hưng phấn của lam nhược đình vang lên tinh thần vui mừng vừa mới dâng lên trong bầu trời đêm vài con phi cầm cỡ lớn lướt qua mười mấy bóng người từ trên trời rơi xuống trực tiếp rơi về hướng vương phủ người vẫn chưa rơi xuống vương phủ đã bị tu sĩ hộ vệ cảnh giác phát hiện quát một tiếng chói tai địch tập kích mấy chục bóng người trong phủ phóng lên trời trên trời đánh nhau ầm ầm bừng bừng động tĩnh cực lớn phá vỡ sự yên tĩnh của phủ thành vương phi địch tập kích mau chạy mấy tên tu sĩ xông vào trong nhà một nữ tu sĩ trực tiếp ôm Phượng Nhược Nam nằm trên giường lên. Thương Thục Thanh cũng ôm theo đứa trẻ sơ sinh, trong nhà có mật đạo, vừa nhấn cơ quan, mặt đất ở góc tường xoay chuyển ra một lối vào, vài tên tu sĩ bảo vệ Phượng Nhược Nam nhanh chóng đi vào thoát thân. Tiên Sinh đi mau, ở một nơi dưới mái hiên, vài tên tu sĩ chợt xuất hiện, nhanh chóng đỡ Phượng Nhược Nam cấp tốc né tránh rời khỏi. Ầm, uhm, đám người Phượng Nhược Nam từ trong nhà thoát ra không bao lâu, nóc nhà liền bị người khác lật tung, một ông lão chuồn vào trong nhà chung quanh. Không thấy có người, lại cùng tu sĩ hộ vệ lóe đến chiến một trận ác liệt. Kẻ tập kích không nhiều, thực lực lại cao đến kinh người, khiến cho tu sĩ bao vây tấn công đánh đến liền xiển. Lão già tiêu giao công trấn giữ nơi đây dưới sự vây công của ba người, bị đánh đến phun máu té ngược ra ngoài, rơi đập xuống đất, lại nhanh chóng xoay người lên, ngắm nhìn bốn phía một cái, giật nảy mình, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói, "Là các người. Khó trách nhiều cao thủ như vậy đều ngăn không nổi những người này, vì lần tập kích này thái thượng trưởng lão của Lạc Hà Sơn Trang, Quy Nguyên Tông, Tụ Linh Giáo, cũng chính là lão giả của ba đại phái nước triệu thế mà lại vứt bỏ trách nhiệm bảo vệ tông môn, thế mà lại từ bỏ bảo vệ tất cả các nơi quan trọng của nước triệu, thế mà lại liên thủ dốc toàn bộ lực lượng chạy đến nơi này. chương 1277, Thủ đoạn Hèn Hạ 2 Ba tên địch thủ lần nữa hợp lại đánh tới, thái thượng trưởng lão tiêu giao cung đã bị trọng thương không địch lại, bị giết ngay tại chỗ. Một vị thái thượng trưởng lão của Đại Thiện Sơn cũng chết một thảm ngay tại chỗ, những kẻ đánh lén khác vừa đánh vừa tìm kiếm mục tiêu khắp nơi, lại không tìm được mục tiêu. Hoa hoa, một trận khóc nghỉ non như có như không của trẻ con đột nhiên chuyển đến. Một ông lão đánh bay hai tên tu sĩ, đột nhiên quay đầu, ánh mắt chợt nhìn chằm chằm một hòn non bộ trong đình viện, tiếng khóc nghỉ non như có như không hình như là từ trong lỗ trống của hòn non bộ chuyển đến. ầm, um, hòn non bộ văng tung tóe, mặt đất sụp đổ, xuất hiện một lối vào, tiếng khóc hoa hoa của trẻ con ngày càng rõ ràng. Ông lão lách mình một cái đi vào trong, không biết nơi dẫn đến ở dưới mặt đất, lại nhanh chóng lần theo tiếng khóc mà đi. Tu sĩ trong địa đạo cũng ý thức được sơ sót, không ngờ đến đứa bé đột nhiên khóc, cấp bách ra tay điểm huyệt của đứa bé. Nhưng mà đã muộn rồi, tu sĩ hộ tống nhanh chóng chia người ra cản ở phía sau, người cản đường cũng không phải là đối thủ của ông lão đó. Trong lúc đánh nhau địa đạo ầm ầm sụp đổ, ông lão hung hãn phá vỡ sụp đổ, đến một bên khác ngăn ra của địa đạo, một đôi pháp nhãn lé lên, chỉ thấy một người phụ nữ trên người đập một tầng đất, quỳ ở góc tường, cúi người vung tay che chắn một cái tã lót, bảo vệ gắt gao, sợ bị đất đá đập phải. Người bảo vệ tã lót chính là Thương Thục Thanh, nàng vừa ngẩng đầu đúng lúc đụng phải ông lão kia, mơ hồ cảm thấy trước mặt có người đứng. Nàng không có pháp nhãn, cho dù là ở khoảng cách gần, cũng không nhìn rõ được trước mặt là địch hay là bạn, nhưng mà cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt, đứng dậy ôm lấy đứa bé bỏ chạy. Ông lão nhìn thấy khuôn mặt xấu xí dọa người kia của nàng, sửng sốt một chút ánh mắt chăm chú nhìn về phía đứa trẻ sơ sinh trong lòng lòng vừa mới vui mừng ai ngờ đến thương thục thanh lại chạy mất ngũ trào của ông ta xòe ra một cỗ lực hút mạnh mẽ trực tiếp hút thương thục thanh bay ngược trở lại ở góc rẽ địa đạo một nữ tu sĩ gắt gao bưng kín miệng của phượng nhược nam dưới tình thế cấp bách cái khó ló cái khôn sau khi một ngón tay điểm ngất phượng nhược nam lớn tiếng hô một tiếng nhanh ở bên này ông lão bắt được thương thục thanh giật mình vung tay đánh bay nền đất trên đỉnh đầu hút lấy hai người một lớn một nhỏ, xông lên mặt đất. Người ông lão chưa đặt chân lên mặt đất, một cái tay áo bay lượt, thời khắc tiếp tục bay lên trời, lớn tiếng hét một tiếng, đến tay, chậm trễ phát sinh biến cố, rút. Những thích khác đánh nhau trong vương phủ, lập tức phóng lên trời, đều là cao thủ không cần nguyện lực điều khiển hư không lên như diều gặp gió. Tu sĩ bên dưới bay vọt lên muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Đại quân hộ vệ bên ngoài phủ với các loại vũ khí sắc bén khác nhau nhanh chóng đến nơi, nhưng không đợi được hiệu lệnh phát động tấn công trong phủ. Không có hiệu lệnh xuất hiện, nếu như người trong phủ chưa chuẩn bị xong, đại quân không dám lấy vũ khí sắc bén tiến công bao phủ, sợ mộ thương người của mình. Một đội cung thủ vọt vào trong, lại phát hiện đã ngừng đánh nhau rồi. Trên không sáu người điều khiển sáu con phi cầm cỡ lớn, tiếp lấy mười mấy tên thích khách bay lên như diều gặp gió, nhanh chóng biến mất trong đêm đen. Không phải người nói đã đắc thủ rồi sao? Bà bầu kia còn chưa bắt được đứa bé này có lẽ là con của thương triều tông ngươi chắc chắn vừa rồi thi pháp điều tra qua cái rốn vẫn còn máu tươi rõ ràng là vừa mới sinh các ngươi xem lại thử vị này ông lão một tay ôm đứa bé tay còn lại nắm lấy tóc của thương thục thanh kéo về phía sau đau đến nỗi mặt của thương thục thanh giật giật lộ ra một khuôn mặt xấu xí ồ đây có lẽ là em gái của thương triều tông vừa mới sinh ra đứa bé vừa mới ra đời trong vương phủ lại có em gái của thương triều tông bảo vệ gắt gao không phải con của Thương Triều Tông thì còn có thể là ai nữa chứ? Được, không bắt được bà bầu kia, bắt được con của Thương Triều Tông và em gái của y cũng giống nhau. Vị thái thượng trưởng lão tử chiến của tiêu giao cung kia không nhìn lầm, những kẻ tập kích này chính là lực lượng đỉnh phong của ba đại phái nước triệu. Lần này, thái thượng trưởng lão của ba đại phái nước triệu dốc toàn bộ lực lượng cùng nhau hành động, chính là vì bắt Phượng Nhược Nam, bởi vì nghe nói Phượng Nhược Nam mang thai, chuẩn bị lấy để uy hiếp thương triều tông. Mặc kệ bản thân được gọi là danh môn chính phái, bắt cóc một người phụ nữ có thai để làm con tin thật sự quá đê tiện rồi, thủ đoạn quá bị ổi khiến người khác chơ cháo. Mặc dù biết can hệ trọng đại, dựa vào một người phụ nữ có thai để uy hiếp quân yến rút binh không có khả năng cho lắm. Đổi lại là bình thường, bọn họ cũng sẽ không làm những việc như vậy, nhưng mà ba đại phái của nước Triệu bị ép đến đường cùng, một khi nước Triệu sụp đổ, ba đại phái nước Triệu cũng coi như xong, nước Triệu là nền móng để bọn họ dựa vào duy trì lực lượng sống còn của môn phái sức mạnh của bọn họ không nhỏ, nhưng bọn họ dựa vào những việc trộm cắp đánh đánh giết giết mà muốn kiểm soát một nước, là chuyện không thể nào. Một khi chiến bại, bọn họ không những trở thành chó mất chủ, mất đi quyền lên tiếng của nước triệu, quyền lên tiếng trong phiêu miếu các cũng không có chỗ của bọn họ nữa. Ép đến bước đường này, cho dù biết rõ rằng làm như vậy không có hy vọng gì, bọn họ vẫn muốn thử. Trước đây muốn cầu xin Nhiêu Hiếu Đạo, không còn hy vọng, đương nhiên cũng sẽ không khách khí nữa, chuẩn bị ra tay với Nhiêu Hiếu Đạo, ai ngờ rằng tên như hữu đạo kia đi trước một bước, thế mà lại trốn vào trong trọng binh cao thủ như mây. Không còn cách nào khác, chỉ đành lùi lại mà cầu việc khác, thử ra tay bên phía bên này. Trong vương phủ một mảnh hỗn độn, Lam Nhược Đình từ nơi ẩn náu đi ra, Phượng Nhược Nam cũng được mang ra ngoài. Thấy Phượng Nhược Nam đang hôn mê, Lam Nhược Đình trầm giọng nói, Vương Phi như thế nào rồi? Nữ tu sĩ ôm lấy kia nói, không sao, ta khiến nàng ta ngủ mê rồi, vậy thì giải ra. Lam Nhược Đình nhấc tay ngăn cản, mặt lạnh lùng nói, vương phi vừa mới sinh, nếu như biết tiểu vương ra bị cướp đi rồi, e là sẽ. Khoát tay một cái, nữ tu sĩ kia hiểu được ý của ông ta, dẫn phượng nhược nam xuống dưới thu xếp. Ai quen biết kẻ đánh lén, Lam nhược đình quay đầu hỏi, có người nói ta chỉ thấy trong đó có một người, là thái thượng trưởng lão của Lạc Hà Sơn Trang. Nước triệu, Lam nhược đình ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, nỉ non nói, đây là chó cùng dứt chậu rồi. Trước khi mưu đồ chưa đạt được, Quận chúa và tiểu vương gia có lẽ tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Một người khác nói, lần này phiền phức rồi. Lam Nhược Đình đột nhiên quay đầu nói, "Mau, mau liên lạc với đạo gia." "Không, liên lạc với vương gia, đạo gia ở bên phía vương gia." Với việc phản quân điền, mã hai bên liên thủ hơn 7 triệu nhân mã, khiến cho đại quân chủ lực nước Triệu gắt gao trấn giữ ở một khu vực. Thắng lợi ở trong tầm mắt, nước Triệu sắp diệt phong, lại được tin phượng Nhược Nam sinh con trai, thật sự là chuyện tốt đến liên tục các tướng đang ở trong chướng thương triều tông hoan hô không e rè, nói gì mà tiểu vương ra ra đời vào lúc này là điểm lành vân vân. Nhưng mà vui mừng chưa được bao lâu, tin xấu lũ lượt kéo đến như một bát nước lạnh đổ ập xuống đầu, tất cả mọi người đều bối rối, tiểu vương ra vừa mới ra đời đã bị người khác cướp đi rồi. Quận chúa cũng bị bắt đi, hai quyền của thương triều tông trống lên bên trên bàn thờ có chút gấp gáp. Tin tức truyền đến nói là bên phía nước triệu làm, nước triệu vào lúc này làm ra chuyện như vậy, Muốn làm gì còn cần phải nghĩ nữa sao? Vẻ mặt các tướng ngưng trọng, mời trưởng môn ba đại phái đến một chuyến, Thương Triều Tông ngữ khí trầm thấp, chương 1278, nhờ cậy rồi. Trận quyết chiến lớn sắp đến, trưởng môn ba đại phái đã tề tựu nơi đây. Đoán chừng là muốn mời ba đại phái giúp nghĩ cách, một tướng vươn tay ngăn cản người truyền tin, nhắc nhở Thương Triều Tông, vương gia, nước Triệu làm ra việc đê tiện như vậy, rõ ràng là mưu đồ bất chính, e là muốn ép vương gia rút binh. Việc này nếu để ba đại phái biết được, sống chết của tiểu vương gia và quận chúa bọn họ sẽ không để ý, sẽ không để nước chịu được như ý đâu. Tình hình khống chế nằm trong tay của chúng ta, chúng ta vẫn còn ngưu tính đường sống, bằng không tiểu vương gia và quận chúa sẽ nguy hiểm. Thương triều tông sao có thể không biết những đạo lý này, trầm giọng quát đi mời. Phủ bỏ ý đồ của tướng lĩnh kia, người truyền tin nhanh chóng chạy đi. Mông Sơn Minh ở một bên trên xe lăn sắc mặt ngưng trọng vuốt dâu đột nhiên lên tiếng nói, mau đi mời đạo gia qua đây. Đạo gia, xảy ra chuyện rồi, tiểu vương gia và quân chúa bị nước triệu bắt cóc rồi. Quản phương nghi vén mảnh trướng ra chạy vào trong trướng la hét. Như hữu đạo đang khoanh chân ngồi tính tỏa bỗng mở mắt, hai quyền nhấc lên ép xuống đàn điền, ngừng tu luyện, hoài nghi nói tiểu vương gia. Quản phương nghi vội vàng giải thích, bên phía vương gia vừa mới nhận được tin, vương phi đã sinh rồi, ngay vào lúc sinh ra tiểu vương ra không lâu một nhóm người tập kích vương phủ bắt đi quận chúa và tiểu vương ra bên phía vương phủ nói là người phía nước triệu làm bên phía vương ra mời đạo ra qua đó một chuyến nghiêu hữu đạo giật nảy người nhanh chóng đứng dậy rút kiếm bước nhanh ra đại trướng khi vừa đi tới ngoài trướng chủ soái gặp được trưởng môn ba đại phái bước chân đi đến vội vã mấy người không khách sáo nhanh chóng đi vào trong trướng chủ soái nghiêu hữu đạo vừa thấy thương triều tông liền hỏi sự việc đã xác nhận chưa Mông Sơn Minh, có lẽ là không sai, đã phản hồi tin tức lần nữa hỏi thăm xác nhận. Long Hưu buông tiếng thở dài, đã xác nhận rồi, bên phía ta cũng có tin đến, Thái Thượng trưởng lão bổn phái chấn thủ vương phủ gặp nạn rồi. Nghiêu Hữu đạo rất là khó hiểu, nơi quan trọng của vương phủ, chính là trung tâm phía sau đại quân, thống lĩnh chủ hoạch chuẩn bị tất cả sự vật hậu cần, khi lại gặp chiến tranh, ba đại phái phái thêm lượng lớn cao thủ canh giữ. Bên ngoài còn có đại quân chuẩn bị chiến đấu, trong phủ lại có đủ loại biện pháp ứng phó tình trạng đột phát có người tiếp cận không thể không bị phát hiện, coi như là tập kích bất ngờ, cho dù không đỡ được, cũng có thể ngăn cản một chút, để tranh thủ chút thời gian cho những người quan trọng thoát thân, biện pháp ứng phó với sự tập kích bất ngờ hẳn là đủ để bảo vệ, một lớn một nhỏ làm sao có thể bị bắt đi dễ dàng như thế. Thấy rõ được kẻ động thủ đều là những người như thế nào chứ? Khi lời này vừa nói ra, ánh mắt lạnh quét về phía trưởng môn ba đại phái, có chút hoài nghi rằng có phải là nội bộ có người dở trò, Long Hưu chỉ xác nhận được có một người là thái thượng trưởng lão của Lạc Hà Sơn Trang, những người khác các đệ tử đều chưa từng nhìn thấy qua, nhưng tuổi tác đều đã cao. Căn cứ theo tin tức của đệ tử phía bên vương phủ truyền đến, người tập kích không nhiều, cũng là mười mấy người, nhưng mỗi người đều là cao thủ đứng đầu, đánh đến hộ vệ trong phủ khó mà tiếp chiêu. Từ một số tình hình mà phán đoán, cao thủ như thế, các đệ tử phần lớn lại chưa từng nhìn thấy, có lẽ là cao thủ ẩn cư thời gian dài bên phía nước triệu, rất có khả năng là thái thượng trưởng lão của ba đại phái nước triệu dốc toàn bộ lực lượng, bằng không không có khả năng chỉ mười mấy người có thể khiến cho lực lượng hộ vệ của vương phủ đánh trở tay không kịp, thái thượng trưởng lão của phái ta cũng không có khả năng dễ dàng gặp nạn ngay cả thoát thân cũng không kịp. Hít, mạnh tuyên hít sâu một hơi, mười mấy lão già bên phía nước triệu dốc toàn bộ lực lượng, liên thủ hành động chính là vì cái này. Ông ta cảm thấy chuyện này có chút không thực tế, làm ra thế trận này chỉ vì cướp hai người như thế, đầu óc có bệnh thì đúng hơn, cướp đi rồi có tác dụng gì? Hai con tin liền hy vọng bên này nhượng bộ hay sao, liên quan đến lợi ích to lớn như thế, bọn họ không thể đồng ý. Cung lâm sách hừ lạnh, bắt đứa bé vừa mới ra đời làm con tin, việc đê tiện như thế thật là thiệt cho bọn họ còn có thể làm ra được. Như hữu đạo cao mày trầm mặc, việc này thực sự bất ngờ, bên phía vương phủ đã tăng cường phòng bị, lại không ngờ đến bên phía nước triệu sẽ làm như thế, một mức độ nào đó mà nói, vẫn là sơ sót. Nhưng đối mặt với tình hình thực tế, phượng nhược nam chờ sinh không thể để phượng nhược nam ưỡn cái bụng lớn đi theo đại quân bôn ba không ngừng sớm biết như thế còn không bằng đưa đến tông môn ba đại phái nhưng như thế cũng chưa chắc an toàn cao thủ đỉnh cao của ba đại phái nước triệu dưới sự tập kích bất ngờ để đi tông môn ba đại phái nước yến cũng chưa chắc an toàn để đi những nơi như trích tinh thành bây giờ nghĩ nhiều cũng vô dụng nói tóm lại việc này quả thực là phiền phức rồi kỳ thực nói phiền phức cũng không phiền phức không ảnh hưởng được đại cục bỏ qua là được nhưng một khi như thế, tính mạng của đứa trẻ và thương thuộc thanh sẽ không còn nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, nghiêu hiếu đạo thở dài một hơi, vương gia cũng không cần quá lo lắng, nếu như người thật sự rơi vào tay bọn họ, quận chúa vào tiểu vương gia trước mắt có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm gì. Thương chiều tông mặt mày xanh lét, y làm sao có thể không lo lắng, không nói em của mình, đứa con trai vừa mới chào đời ngay cả gặp mặt cũng chưa gặp qua nhưng đã mất mạng, trong lòng giống như rời sông lấp biển. Mọi người bàn bạc một hồi, cũng không đưa ra được phương pháp hay nào, Người ở trong tay của người khác đã trở thành con tin, không thể trắng trợn cướp đoạt. Bây giờ nói nhiều cũng vô dụng, nếu như người đã ở trong tay của người ta, đối phương sẽ không đơn giản chỉ là bắt người, nhất định sẽ có phản ứng, trước mắt cũng chỉ có thể đợi, xem đối phương muốn làm gì, chúng ta mới tiếp tục ứng đối. Mạnh Tuyên núi tiếc an ủi mọi người một phen, đồng thời đưa mắt ra hiệu Long Hưu và Cung Lâm Sách. Hai người hiểu ý, biết được ông ta có lời cần nói riêng, liền đi theo ông ta ra ngoài nghiêu hữu đạo liếc mắt nhìn phản ứng của ba người hắn gần như có thể đoán được ba người gặp nhau sẽ nói gì đoán chừng là thống nhất ý kiến sẽ không để con tin không quan trọng quấy nhiễu đại sự của bọn họ đợi khi ba người vừa đi nghiêu hữu đạo thở dài với các tướng lĩnh trong chướng nói các ngươi lui xuống trước đi ta có lời muốn nói với vương gia và mông soái vâng các tướng chắp tay với hắn nhao nhao rời đi không còn người ngoài nghiêu hữu đạo đứng nói với thương triều tông vương gia lập tức liên lạc với lam nhược đình xác nhận xem thái thượng trưởng lão kia của tiêu giao cung có thật sự đã chết rồi hay không nhất định phải để lam nhược đình xác nhận có thật chỉ thuần túy là cách làm của ba đại phái nước triệu mông sơn minh hơi cả kinh nói ý của đạo gia chẳng lẽ hoài nghi trong đó có bẫy nghiêu hữu đạo nơi quan trọng của vương phủ nơi phòng thủ nghiêm mật như vậy còn có thể để người ta bắt người khác đi ta muốn không hoài nghi cũng khó các loại biện pháp ứng đối đều để trang trí hay sao ta không thể nghe mỗi một phía của bọn họ nắm bắt tình hình chính xác mới có thể chuẩn bị ứng đối tốt. Nói Lam Nhược Đình, cần phải đem việc ván đã đóng thuyền làm cho rõ ràng, ta cần trả lời chắc chắn xác thực không thể nghi ngờ, không thể mập mờ. Mông Sơn Minh lập tức gọi Thương Triều Tông một tiếng, vương ra. Được, Thương Triều Tông liên tục gật đầu đáp lại, nhanh chóng làm theo, cho người cấp tốc liên lạc Lam Nhược Đình. Khi Nhiêu Hữu Đạo rời khỏi, Mông Sơn Minh kêu lên, đạo ra. Nhiêu Hữu Đạo dừng bước xoay người, nhìn ông, nói tâm tình của mông soái và vương gia ta hiểu được, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể từ từ, chúng ta ngay cả con tin ở nơi nào cũng không biết, ít nhất làm rõ tình hình rồi mới có thể nghĩ cách, nhớ lấy, đừng gấp gáp, đừng có vội liên lạc bên phía nước triệu, đợi bọn họ liên lạc với chúng ta. chương 1279, Thanh Nhi, ca ca có lỗi với muội một Trên xe lăn, mông sơn minh vẻ mặt khổ sở nói, nhờ cậy rồi. Quản phương nghi ở một bên âm thầm thở dài, hiểu được ý của ông, đây là hy vọng đạo gia cứu quận chúa và tiểu vương ra ra ngoài. Nhưng việc này không phải là làm khó người khác rồi sao, ba đại phái nước triệu rõ ràng đã không thèm đếm xỉa đến gì nữa, người bảo đạo gia phải làm như thế nào. Như hữu đạo đảo mắt nhìn đôi mắt mong chờ của thương triều tông, khẽ vuốt cằm nói, yên tâm, chỉ cần là việc ta có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết sức. Nói rồi quay người nhanh chân rời đi, quản phương nghi hơi không người hỏi thăm hai người, cũng xoay người lắc eo rời đi theo. Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông mắt tràn đầy mong đợi đưa mắt nhìn. Hai người biết, mỡ đã dâng đến miệng, ba đại phái nước Yến sẽ không thể vì hai con tin mà đáp ứng điều kiện hà khắc bên phía nước Triệu. Bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng vào Ngưu hữu đạo, trừ việc này ra cũng chẳng còn cách nào tốt hơn, trừ khi để quân Yến đại loạn cho quân Triệu một con đường sống. Mông Sơn Minh quay đầu lại an ủi Thương Triều Tông, vương gia đừng lo lắng quá, đạo gia đối với chúng ta trước giờ đều nói là làm, nói được làm được, trước giờ chưa từng thất hứa, chính là người có tín nghĩa. Nếu hắn đã đáp ứng rồi sẽ dốc hết sức làm, dựa vào năng lực của đạo gia, tình hình không hẳn bết bát như vậy. Đại quân tập hợp, trên đồng cỏ ngoài trướng chủ soái tiếng khóc nỉ non hoa hoa của trẻ sơ sinh không ngừng vang lên. Sữa ngựa sạch sẽ đưa đến, thương thục thanh ôm lấy đứa bé cũng không lo được hình tượng, trước con mắt của bao người trực tiếp ngồi trên đồng cỏ, đút từng chút sữa ngựa vào miệng đứa bé. Đứa trẻ có đồ ăn, tiếng khóc nỉ non liền ngưng, xoạch xoạch ăn rất ngon không hề hay biết sự nguy hiểm đáng sợ thương thục thanh cẩn thận nghiêm túc chỉ sợ làm sặc đứa bé bản thân có đang ở trong hiểm cảnh hay không đã không còn là điều mà nàng lo lắng nhất biết lo lắng cũng vô dụng nàng muốn chạy trốn cũng chạy không thoát trước mắt chỉ có thể chăm sóc tốt cho đứa bé trên người nàng bụi bẩn tóc mai còn có vết máu khô từ trên đầu chảy xuống trước ở trong địa đạo vì bảo vệ cho đứa bé trên đầu bị một tảng đá đập trúng bụi trên người cũng là từ địa đạo mà ra phối hợp với khuôn mặt lốn đốm buồn nôn của nàng, quả thực là không dễ nhìn, cả người đều rất nhếch nhác. Một đám tu sĩ ở bên cạnh xem, trưởng môn ba đại phái nước triệu cũng đến rồi, đến thời khắc mấu chốt của cuộc quyết chiến, đối với bọn họ mà nói không còn việc gì quan trọng hơn việc này, ngay cả kinh thành nước triệu bọn họ cũng mặc kệ. Hoàng đế chết rồi còn có thể đổi, nền móng mất rồi thì mọi thứ không cần bàn nữa. Sữa ngựa là bọn họ bảo người đưa đến, bọn họ muốn con tin còn sống, không phải người chết, người chết rồi không còn giá trị, bây giờ không thể để con trai của thương triều tông chết đói được lần này có thể thuận lợi được việc các vị thái thượng trưởng lão cực khổ rồi trưởng môn tụ tiên tông mễ mãn chắp tay cảm ơn một đám lão già ông lão đích thân bắt được thương thục thanh khoát tay nói hoàn toàn là gặp may nói đến còn phải cảm ơn con trai của thương chia tông nếu không phải tiếng khóc nỉ non khiến ta phát giác được nơi ẩn nấp tiếp tục dây dưa chưa chắc đắc thủ không nói làm không tốt còn có thể thiệt hại nặng nề mễ mãn cười nói có chút lấy lòng, có thể bị thái thượng trưởng lão kịp thời phát giác được, vậy thì không phải là may mắn mà là các vị thái thượng trưởng lão dụng tâm. Lão đầu kia thở dài, dụng tâm hay may mắn cũng được, chỉ cần có lợi cho tông môn, đều là chuyện những lão giả chúng ta phải làm. Ta chỉ là nghĩ mãi không ra, tại sao lại đi tới bước đường như hôm nay. Hy vọng hai con tin kia hữu dụng, không hề nhận ý lấy lòng về phần công lao, trong giọng nói có vài phần than thở khiến mấy người cầm quyền một đời của các phái hiện nay đều cảm thấy xấu hổ. Ánh mắt bàng đằng rời khỏi hai mẹ con, hỏi người bên cạnh, lấy một đứa trẻ mới sinh ra để uy hiếp người khác lúc hai quân đối đầu, có phải là hơi quá đáng không, để tướng sĩ phía dưới nhìn thấy, chỉ sợ là bọn họ sẽ suy nghĩ nhiều. Chúng ta bất chấp nguy hiểm này chẳng lẽ không phải vì bọn họ hay sao? Dù sao so với bọn họ mất mạng cũng chẳng tốt hơn là bao. Trưởng môn Lạc Hà Sơn Trang tả thừa phong cười khẩy, nếu không phải là các ngươi không có tài cán gì thì sao chúng ta cần phải sử dụng thủ đoạn bị ổi này? Bàng đăng bất đắc dĩ ngửa đầu lên trời mà than thở, thế cục như thế nào ông ta rõ ràng nhất, trọng binh của quân dịch bao vây, chấn giữ con đường quan trọng, cắt đứt tất cả con đường tiếp tế lương thực của quân triệu, về lâu về dài, bao vậy như vậy có thể diệt được quân triệu, phá vây rất khó, cứ cho là thành công đi thì cũng tổn thất nặng nề, về sau sẽ không còn sức để tiếp tục chiến đấu nữa. Ông ta hối hận, chiến tranh là việc liên quan đến vận mệnh của đất nước, hối hận rằng mình không nên liều lĩnh dùng binh trưởng môn quy nguyên tông tưởng vãn lâu nói mấy vị thái thượng trưởng lão vì để chắc chắn nên đã lượn qua vài con đường rồi trở về theo lý phản ứng của đối phương sẽ không chậm như thế lúc này thương triều tông bên kia chắc là nhận được tin tức của phủ thành nam châu mới đúng bên này đang chờ thương triều tông liên hệ với bọn họ nhưng mà sau khi đợi nửa ngày thì có phần hết kiên nhẫn quân yến bên kia chẳng có tí phản ứng nào cũng không biết là coi thường hay là xảy ra điều bất chắc gì đó không nhận được tin tức mà chiến sự thì lúc nào cũng có thể sẽ nổ ra Cuối cùng, quân triệu bên này phái người chuyển tin tức, gặp mặt Thương Chiêu Tông, đưa ra yêu cầu hai bên sẽ đàm phán. Thương Chiêu Tông vốn không muốn đàm phán gì cả, sợ ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu của binh linh, là Nghiêu Hữu Đạo đề nghị rằng, nói muốn biết rõ tung tích của Thương Thục Thanh và đứa trẻ. Lúc này, Thương Chiêu Tông mới đồng ý đàm phán, người đưa tin lập tức chạy về phục mệnh. Gần đến thời gian quyết định, tiền tuyến đại quân hai bên bắt đầu dục dịch, song phương đều có một nhóm nhân mã vây quanh một nhóm người đi về phía trước chủ soái hai bên dẫn đại quân từ từ tiến lên, cuối cùng chạm mặt nhau, khoảng cách giữa hai bên rất rõ ràng, riêng phân nhân mã đều cảnh giác cao độ, bầu không khí bất cứ lúc nào cũng có thể xảy đại chiến kia khiến cho người ta cảm thấy hết sức căng thẳng. Ngọc Thương cũng xuất hiện, quân Yến bên này trong trận doanh. Hiểu Nguyệt Các ở lại chỗ này phụ trách kết nối giữa hai quân với người liên lạc, sau khi người liên lạc biết tình hình thay đổi đột ngột, khẩn cấp truyền tin tức về, Ngọc Thương Tiên sinh sợ có biến, Trước tiên từ bên phản quân nước Triệu kia lợi dụng phi cầm khổng lồ đi tới xem xét kết quả. Người vừa tới không lâu, đúng lúc gặp quân Triệu yêu cầu đàm phán, lập tức cũng đi đến đó. Trên lưng ngựa thương Chiêu Tông giơ tay chỉ thẳng mặt Bàng Đăng, "Bàng Đăng, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, bản vương ban đầu còn kính trọng ngươi mấy phần, không nghĩ ngươi lại làm ra chuyện hèn hạ vô sỉ như thế, có thể thấy được vận mệnh của nước Triệu đã hết rồi." Bàng Đăng nói to đáp lời, "Hoàng Mao tiểu nhi, trên chiến trường binh bất yếm trá, thắng bại luận anh hùng" sao có thể nói là chuyện hèn hạ vô sỉ thương chiêu tông lão tặc lập tức thả người nếu không bản vương nhất định sẽ diệt cửu tộc bằng thì của ngươi đừng nói với ông ta nữa trưởng môn quy nguyên tông tưởng vạn lâu cười khẩy vung tay lên nhóm người tách ra tạo thành một lối đi mấy tên tu sĩ áp giải thương thục thanh đi tới cả người đầy bụi đất chật vật vô cùng nhưng thương thục thanh vẫn ôm chặt đứa trẻ được quấn đã lót vừa xuất hiện một tay nhấn vai nàng một tay cầm kiềm kề vào cổ nàng để quân yến phía đối diện có thể nhìn thấy rõ, bất cứ lúc nào cũng có thể chém đầu nàng. chương 1280, Thanh Nhi, ca ca có lỗi với muội Hai, đúng là thương thuộc thanh, cho dù có chút sơ bẩn, mất đi phong thái của một quận chúa, nhưng người quen thuộc vẫn có thể nhìn ra được. Quân yến bên này lặng ngắt như tờ, trưởng môn tam đại phái nhìn nhau, như hữu đạo đang cưới ngựa cũng nhíu mày. Mông Sơn Minh ngồi trên yên ngựa đặc biệt tay cũng vô thức nắm chặt thành quyền. Vẻ mặt của một số lão nhân đã từng phò tá Ninh Vương đều lộ ra sự bi phẫn. Lồng ngực Thương Chiêu Tông phập phồng, gương mặt căng cứng, cảm xúc rõ ràng là có chút kích động. Thương Thục Thanh kinh ngạc nhìn phía đối diện, thấy được tất cả người quen, dưới tình huống này, nàng làm sao có thể không biết mình đã trở thành con tin trong tay quân Triệu. Nàng không muốn mình trở thành gánh nặng của Quân Yến, nghĩ đến cái chết, nhưng cúi đầu nhìn đứa trẻ trong ngực mình, tiểu tử kia ăn no thì ngủ say quên trời quên đất, cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỉ cái miệng chúm chím đáng yêu một mình nàng chết đứa bé vẫn là con tin nàng có thể ra tay với đứa bé nhưng nàng lại không thể nào làm được điều đó có ca ca và tẩu tử ở đây nàng không có quyền làm như vậy nghiêu hữu đạo lên tiếng quận chúa cô và tiểu vương ra không sao chứ bọn họ có dở trò gì với hai người không tất nhiên thương thục thanh cũng nhìn thấy hắn sau khi nghiêu hữu đạo đi bí cảnh thiên đô hai người chưa từng gặp nhau lần nào rất muốn gặp nhưng không nghĩ tới lại nhìn thấy nhau trong tình huống như thế này mỗi lần lúc mọi người gặp mặt nghiêu hữu đạo chưa bao giờ là người đầu tiên bắt chuyện với nàng hôm nay là lần đầu nàng dùng sức lắc đầu biểu thị không có việc gì thấy nghiêu hữu đạo nói chuyện trong tam đại phái của nước triệu có không ít người dùng ánh mắt lạnh lão nhìn hắn đều hận nghiêu hữu đạo đến tận xương tủy chiến sự tạm ngưng chính là do tên khốn khiếp này khơi mào nếu không phải tôn tử này làm ra chuyện tốt đẹp nước triệu sao có thể đi tới bước đường như ngày hôm nay tưởng vạn lâu nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo cười khẩy nói muội muội đã thấy rồi chỉ sợ nhi tử vẫn chưa nhìn thấy sao. Để dung thân vương nhìn thật kỹ con trai của mình một chút, để cho dung thân vương yên tâm. Con trai và muội muội lời này vừa nói ra, trong trận doanh quân yến xôn xao lên, đứa trẻ quấn đã lót ấy là tiểu vương ra sao. Tiếng bàn luận xôn xao lớn dần, quân tâm đã bị ảnh hưởng. Mà bên này, trong khi có một tu sĩ áp thương thục thanh, lập tức có một người đoạt đứa trẻ cuốn tã lót trong ngực nàng. Thương thục thanh kinh hãi, muốn cướp lại, lại bị một tên nắm tóc kéo lại, đau đến mức vẻ mặt trở nên khó coi về điểm công phu quyền cước này nàng không phải là đối thủ của tu sĩ xoay tã lót lộ ra gương mặt của đứa trẻ cho người bên thương chiêu tông phía đối diện nhìn thấy tu sĩ nắm tã lót dùng tay búng lên mặt đứa trẻ tiểu tử đang nằm ngáy khò khò lập tức vì bị đau mà tỉnh hé miệng khóc hoa hoa không được thương thuộc thanh bị kéo tóc ngẩng đầu rũi tay cầu khẩn sợ bọn họ sẽ làm tổn thương đứa bé nhưng mà tay rũi ra bị người ta tóm lấy vặn ra sau lưng nàng hai quân đối đầu tiếng khóc của trẻ con vang dội đứa trẻ khóc đến tê tâm liệt phế tiếng khóc này trong nháy mắt đánh trúng điểm yếu của thương chiêu tông trái tim giống như vỡ vụn ra vậy không nghĩ tới lần đầu tiên gặp con trai mình lại không phải ở trong vương phủ mà là ở trên chiến trường hơn nữa còn là ở bên trong chỗ quân địch trinh chiến xa trường thường nhìn thấy cái chết thấy được hài cốt chất thành núi nhìn thấy máu chảy thành sông lúc này lại nắm chặt nắm đấm đôi môi run rẩy nói không ra lời công thành chiếm đất sát phạt quyết đoán từ trước đến nay y dũng cảm, gan dạ. Lúc này, y chỉ huy thiên quân vạn mã thì như thế nào, rõ ràng có thể đánh bại đối phương, nhưng lại bất lực như thế, ngay cả con trai mình cũng không cứu được, không có cách nào cả. Mông Sơn Minh mím môi, lão nhân ninh vương phủ đi ra, không biết có bao nhiêu người thiếu chút nữa là cắn vỡ răng, có người cất tiếng đau buồn nói, vương ra, quên đi, chúng ta rút quân đi, nghĩ rằng bọn họ cũng không dám nuốt lời, nhất định có thể đảm bảo tiểu vương ra và quận chúa bình an. Rút quân Trưởng môn tam đại phái của nước Yến đối với từ then chốt có chút cảnh giác, nghe tiếng thì liếc mắt nhìn bên này, loại tình huống này mặc dù không nói gì, nhưng đuôi lông mày nhướn lên, vẻ mặt hiển nhiên ẩn giấu mấy phần lạnh lùng. Rút quân, Ngọc Thương cũng cảnh giác, lúc này nếu nước Yến rút cao an, vậy chi còn lại phản quân bọn họ và quân triệu liều mạng với nhau, đối với Hiểu Nguyệt Các mà nói là chuyện đòi mạng rồi, Hiểu Nguyệt Các là tâm huyết nhiều năm, chỉ cần làm không tốt sẽ bị hủy hoại trong chốc lát, làm sao có thể không cảnh giác mông minh sơn cũng như thế quay đầu nhìn tướng lĩnh vừa nói kia lời như vậy không phải có thể nói lung tung trong trường hợp khẩn cấp này cho dù thật sự muốn rút quân cũng không thể nói ra được nếu không hậu quả khó mà lường được đến lúc đó đừng nói là cứu người chỉ sợ ngay cả bên này cũng gặp nguy hiểm mông sơn minh quay lại quát một câu câm miệng mông soái tướng lĩnh kia không cam tâm hình như còn muốn nói gì đó mông sơn minh nổi giận ta bảo ngươi câm miệng bàng đằng đối diện lớn tiếng nói thương chiêu tông thấy rõ chưa? Chỉ cần nhân mã nước yến ngươi lui về cảnh nội, bản đô đốc cam đoạn con trai và muội muội của ngươi sẽ không chịu bất cứ tổn thương nào. Lúc quân yến rút về cảnh nội cũng chính là lúc con trai và muội muội ngươi sẽ được thả nguyên vẹn không mất một sợi tóc nào, quyết không nuốt lời. Trưởng môn tam đại phái và ngọc thương đều nhìn chăm chăm vào phản ứng của thương chiêu tông. Y ngừng mặt, ánh mắt từ từ nhìn thương thục thanh, chợt lớn tiếng nói, thanh nhi, ca ca có lỗi với muội. Trong nháy mắt, thương thục thanh rơi lệ, nàng hiểu rõ ý trong lời nói của ca ca, ca ca sẽ không thỏa hiệp. Quả nhiên, lại nghe thấy thương chiêu tông lớn tiếng nói, lão tặc bằng đằng, người dẫn quân đánh vào đại yến đến bây giờ, chiến sự này kéo dài đằng đẵng gần 2 năm, bao nhiêu nam nhân đại yến ta hăng hái sôi nổi, phải bỏ mạng mới có hôm nay. Mạng của muội muội và con ta là mạng, chẳng lẽ mạng của binh sĩ đại yến không phải là mạng sao? Làm gì có lý do binh sĩ đại yến có thể chết, muội muội và con trai ta không thể chết. Ngươi nghe kỹ cho ta, bản vương tuyệt đối sẽ không vì việc tư của bản thân mà để cho binh sĩ đại yến chết một cách vô ích. Vương gia, vương gia, xin người hãy suy nghĩ lại. Một nhóm tướng sĩ xúc động sau khi nghe y nói, lại nhao nhao khuyên bảo, vẻ mặt thương chiêu tông lập tức nghiêm nghị, không hề lay động. Thân sắc của trưởng môn tam đại phái có phần bất giận, ngọc thương ngầm nhẹ nhàng thở ra. Thân hình gầy gò của mông sơn minh thẳng tắp ngồi trên lưng ngựa, im lặng. như hữu đáo hít mắt, ánh mắt cũng từ từ ngưng động, cũng không có nói nhiều tưởng vạn lâu phía đối diện hơi nghiêng người nói thầm mấy câu với đệ tử đào diên phong cũng không biết là nói cái gì đào diên phong nhảy xuống khỏi lưng ngựa bước nhanh đến bên cạnh thương thục thanh lớn tiếng quát nói thương chiêu tông ngươi thử động một cái xem dứt lời đưa tay đến ngực thương thục thanh đột nhiên dùng sức xé rách cổ áo thương thục thanh xoẹt một tiếng trước mắt bao người ngực thương thục thanh lộ ra một mảng trắng như tuyết có thể thấy cái khe rãnh kia tay lại nắm quần áo xé ra cảnh xuân ngực nàng chỉ sợ là hoàn toàn lộ ra ngoài thương Thục thanh bị khống chế không thể động đậy, nước mắt rơi lã chả. Hai mắt thương chiêu tông như muốn nứt ra, sự tức giận khiến gương mặt y đỏ bừng, gầm thét cầu tặc, buông tay. Trên dưới quân yến cũng giận dữ vô cùng, dường như muốn bùng nổ. Đào Diên phong hô to đáp lại, thương chiêu tông, người tốt nhất vẫn là nên thành thành thật thật rút quân, nếu không ta cũng không ngại lột sạch muội muội ngươi để mọi người thưởng thức. Ngươi dám làm bừa, ta dám động, chương 1281, ta chỉ tuân mệnh làm theo một thương chiêu tông nổi giận đùng đùng một tay rút chả mã đao đeo ở bên hông dường như có phần không khống chế được cảm xúc tướng lĩnh trong quân cũng nổi giận nhao nhao cầm vũ khí lên chỉ cần thương chiêu tông hạ lệnh lập tức sẽ xông lên giết gặp phải tình huống này đào diên phong làm bộ chuẩn bị xé quần áo của thương thục thanh uy hiếp thương thục thanh không có cách nào động đậy được nàng nhắm mắt lại mắt thấy nếu quá xúc động thì sẽ có hậu quả khó lường tim của quản phương nhi cũng sắp vọt đến tận cổ rồi Thương Thục Thanh ở Mao Lư Sơn Trang lâu như vậy, mối quan hệ giữa hai người cũng khá tốt, bà ta không hy vọng Thương Thục Thanh xảy ra chuyện gì. Nghiêu Hữu Đạo chợt lên tiếng quát, dừng tay cho ta. Cũng giơ tay ra, giữ chặt cổ tay Thương Chiêu Tông, không để Thương Chiêu Tông giơ đao lên. Nghe thấy Nghiêu Hữu Đạo lên tiếng, Thương Thục Thanh lại mở mắt ra, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. Nghiêu Hữu Đạo lại lớn tiếng nói với quân địch, ta là người ghét nhất chuyện chém chém giết giết, chuyện gì có thể thương lượng thì không cần thiết phải động đao động thương. Một số người đối diện nghe vậy mà nổi giận, chuyện chém chém giết giết này là ai làm? Đã động đao động thương giết chết bao nhiêu người, người còn có mặt mũi nói lời này sao? Nhưng tức thì tức thôi, tất cả mọi người không phải là đứa trẻ ba tuổi, nước triệu bên kia cũng không muốn cắt đứt hy vọng, dù sao đây cũng là con đường cuối cùng, chỉ cần như hữu đạo có thể xử lý công bằng việc này, thậm chí chuyện trước kia nước triệu có thể không truy cứu. Trưởng môn Lạc Hà Sơn Trang Tả Thừa Phong nói, như hữu đạo, không cần phải thương lượng, các người rút quân, chúng ta thả người chỉ đơn giản như vậy thôi nghiêu hữu đạo ta có thể đáp ứng các ngươi là sẽ rút quân lời này vừa nói ra người tam đại phái và ngọc thương đều đột nhiên nhìn lại thậm chí trong mắt mọi người toát ra sát khí rút quân nhóm người mông sơn minh cũng quay đầu nhìn nghiêu hữu đạo thương chiêu tông giàu dĩ nói đạo gia nghiêu hữu đạo giơ tay ra hiệu ngừng lại câu nói kế tiếp của y người nước triệu bên kia mừng rỡ không ít người đều biết nghiêu hữu đạo có sức ảnh hưởng đến nhân mã của nước yến nếu như nghiêu hữu đạo có thể đồng ý việc này có hy vọng tả thừa phong lớn tiếng nói được ngươi rất thẳng thắn điều kiện không thay đổi lúc quân yến rút về nội cảnh con tin sẽ được trả lại nguyên vẹn tuyệt không có bất kỳ tổn thương gì giáo chủ thuộc tiên giáo mễ mãn cũng lớn tiếng nói chỉ cần quân yến rút về chúng ta có thể cam đoan với ngươi ân oán giữa ngươi và nước triệu chúng ta xóa bỏ từ đấy nước triệu ta chắc chắn sẽ không truy nữa quyết không nuốt lời ở đây ai cũng nghe thấy mọi người cùng làm chứng một mình ông ta không hề thương lượng cái gì với mọi người lập tức đã thay mặt toàn bộ nước triệu, tả thừa phong và tưởng vạn lâu sửng sốt một chút. Nhưng sau đó đều phản ứng lại, dựa vào con tin để áp chế đối phương rút quân, vốn là ôm hy vọng còn nước còn tát, không quá tin tưởng. Bây giờ, thật vất vả như hiểu đạo mới nhả ra, đây là đang tăng giá cả lợi ích, để thúc đẩy như hiểu đạo hạ quyết tâm. Đúng, Lạc Hà Sơn Trang ta cũng có thể cam đoan. Tả thừa phong lớn tiếng hưởng ứng, quy nguyên tông gia cũng quyết không nuốt lời ta thể nếu như làm trái trời chu đất diệt. Tưởng vạn lâu cũng thể thốt, trưởng môn tam đại phái nước triệu trước mắt bao nhiêu người cũng cùng nhau cam đoan, vẫn là có chút uy tín. Long Hưu và mọi người nhìn phía đối diện, lại nhìn như hữu đạo, ai cũng thở ơ, ngoảnh mặt làm thinh giống như việc đó chẳng liên quan gì đến mình. Như hữu đạo, các người gấp cái gì, việc này không thể nóng vội, ta nói có chuyện gì thì thương lượng với nhau. Bên đối diện vô cùng nhiệt tình, trưởng môn tam đại phái không ngừng thể thốt, ai ngờ đột nhiên nghiêu hữu đạo không nhanh không chậm nói một câu như thế lập tức khiến bên đối diện không nhẫn nhịn nổi nữa có cảm giác bị đùa giỡn tả thừa phong cả giận nói ngươi có ý gì nghiêu hữu đạo có ý gì ngươi đoán thử xem chuyện lớn như vậy các ngươi không cảm thấy một mình ta đáp ứng khó tránh khỏi có phần giống như trò trẻ con sao đây là không phải là chuyện một mình ta có thể làm chủ ta phải cùng mọi người bàn bạc một chút như thế này đi cho ta thời gian một ngày để ta bàn bạc ngày mai khoảng giờ này ta sẽ cho các ngươi một câu trả lời thuyết phục, như thế nào? Trưởng môn tam đại phái nước triệu có chút do dự, nhưng đối phương nói không phải là không có lý, dù sao tam đại phái nước yến cũng không phải là để trang trí, chẳng những không phải là đồ trang trí hơn nữa còn là vật cản, nếu nói tam đại phái nước yến cũng nghe theo nghiêu hữu đạo thì cũng quá bất hợp lý rồi. Trưởng môn tam đại phái nước triệu trụng lại to nhỏ với nhau một hồi, rồi đưa ra quyết định, tả thừa phong nói, được. Vậy cho người thời gian một ngày, ngày mai vào khoảng thời gian này đưa ra câu trả lời nghiêu hữu đạo một lời đã định nhưng ta không hy vọng nhìn thấy quận chúa và tiểu vương ra có bất kỳ vết thương nào tả thừa phong được nhưng nghiêu hữu đạo ta cảnh cáo ngươi tốt nhất đừng có bày ra chiêu trò gì trong lúc này quân yến tốt nhất đừng có hành động thiếu suy nghĩ nếu không ta không dám chắc tướng sĩ phía dưới sẽ làm ra chuyện gì vô lễ với quận chúa đâu vẻ mặt nghiêu hữu đạo không đổi giơ tay chỉ đào diên phong hỏi ngươi là người phương nào Đào Diên Phong bị hỏi thì khẽ giật mình, cảm thấy hình như đối phương muốn tự mình tính sổ với hắn ta, trong lòng có chút thấp thỏm, nhưng đang đứng trong lực lượng mạnh nhất của nước triệu, cũng không có gì phải sợ, ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, tại hạ. Được rồi, như hữu đạo ngắt lời, ngươi là cái thứ gì không quan trọng, đừng làm dơ bẩn lỗ tai ta, còn không mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Nhục nhã như vậy trước mặt mọi người, trong lòng Đào Diên Phong có phần tức giận, nhưng trước mắt bây giờ không phải là lúc hắn ta làm chủ, quay lại nhìn thấy tưởng vạn lâu vuốt cầm, rồi buông tay đang nắm quần áo của thương thục thanh ra. Chư vị nghe cho kỹ, ngày mai khoảng giờ này, nếu có tin tức thì thông báo. Nghiêu hữu đạo lần nữa giơ tay chỉ đào Diên Phong, hờ hững nói cái tay bẩn thỉu nào của tên đó đụng vào quận chúa, lập tức chặt cái tay đó xuống cho ta. Tay của tên đó là điều kiện tiên quyết, ta muốn, nếu không thì khỏi phải bàn cái gì nữa. Lời này vừa nói ra, sắc mặt đào Diên Phong biến đổi, có chút lạnh sống lưng, việc này liên quan đến sự sinh tử tồn vong của tam đại phái nước triệu liên quan đến toàn bộ đại nghiệp của nước triệu nếu như sự việc đến bước kia đừng nói chặt tay của hắn ta đoán chừng lấy mạng của hắn ta cũng không thành vấn đề tuân mệnh làm việc không muốn đụng tới loại người này đụng tới phiền toái này trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu đau khổ tướng sĩ nước yến nhìn nhau đều cảm thấy hả giận nhất là tướng sĩ nam châu trong lòng vui sướng cảm thấy đạo gia không hổ là đạo gia nam châu vừa chịu thua thiệt lập tức đòi lại vốn ngay Thật ra đối với nhiều hữu đạo mà nói, không chỉ là muốn xả giận, hắn lo lắng trong thời gian này sẽ có người làm bậy với thương thục thanh, trong quân một đám nam nhân bị bỏ đói đã lâu, heo mẹ cũng có thể nhìn thành mỹ nhân, không muốn có người tay chân không sạch sẽ khiến nàng chịu thiệt thòi, nên giúp nàng dọa bọn họ. Nước triệu bên kia không nghĩ tới nhiều hữu đạo sẽ đưa ra điều kiện như vậy, thân là trưởng môn, là sư phó, là người làm chủ, tưởng vạn lâu lập tức lên tiếng, điều này là không thể. Đến lúc đó, nếu như không thấy tay của tên đó thì chính là lúc phát động đại quân tiến công, ta nói được thì làm được. Về phần có thể hay không thì các người tự xử lý đi, ta không miễn cưỡng. Đi, như Hữu Đạo nói xong điều khiển dây cương ngựa rời đi, dưới ánh mắt nhìn của rất nhiều mặt không đổi sắc rút lui trước. Chương 1282, ta chỉ tuân mệnh làm theo. Hai, quản phương nghi là người đầu tiên đuổi theo, người hàng phía trước cũng lần lượt quay lại. Người phía trước rút lui, đại quân ở phía sau đề phòng cũng từ từ rút đi nhìn theo quân yến rút đi, vẻ mặt mỗi người nước triệu đều khác nhau, từng cảnh tượng lúc nãy dường như khó mà có thể tiêu tan. Nhưng đối với bọn họ mà nói, hai con tin có thể phát huy hiệu quả như vậy, có thể khiến cho quân địch tạm dừng chiến giấu đồng ý thương lược, đã coi như là vượt qua sự mong đợi của bọn họ rồi. Quân Yến trở về đại doanh, người liên quan đi vào lều lớn của chủ soái cũng là nơi ở tạm thời lớn nhất. Riêng phần Long Hưu vừa đứng lại, lập tức hỏi Ngưu Hữu Đạo, người muốn rút quân bầu không khí trong trứng bỗng nhiên trở nên ngưng trọng như hữu đạo nói rút quân hay không rút quân lời của ta nói không tính vẫn phải xem ý của ba vị trưởng môn long hưu tùy tiện nói quan hệ của ngươi với bọn họ không phải rất tốt sao như hữu đạo nói kéo dài thời gian thôi muốn hỏi chư vị một chút có cách gì hay không cũng không thể để cho đối phương ở trước mặt mọi người giết quận chúa và tiểu vương ra được ta không nghĩ ra cách gì hay cả long hưu nhìn mọi người các ngươi thì sao mọi người im lặng không nói hoặc khẽ lắc đầu. Xem ra mọi người đều không có cách gì cả. Long Hưu quay lại hỏi Ngưu Hữu Đạo, người có cách nào sao? Ngưu Hữu Đạo một bên rời vị trí kiếm đang chống đến trước mặt, hai tay đặt lên chuôi kiếm, cũng lắc đầu. Ánh mắt của Long Hưu nhìn kiếm trong tay hắn, không biết hắn học cái tật xấu này ở đâu, từ từ nói, đã không có cách nào hay, ta muốn biết ngươi dự định như thế nào. Ngưu Hữu Đạo chắp tay nói, tất cả đều để ba vị trưởng môn làm chủ, ta chỉ tuân mệnh làm theo. Thái độ này coi như khiến đám người Long Hưu và Ngọc Thương rất vừa ý, nhưng Long Hưu vẫn nói với Thương Chiêu Tông, Vương gia, quận chúa là muội muội của ngươi, đứa bé là con của ngươi, nói cho cùng vẫn là muốn xem thái độ của ngươi như thế nào, ta muốn biết ý kiến của ngươi. Đám người đồng loạt nhìn Thương Chiêu Tông, duy chỉ có Ngưu Hữu Đạo một bộ cúp mắt nhìn xuống. Quai hàm Thương Chiêu Tông căng cứng, bản vương đã nói qua, sẽ không bởi vì muội muội và con trai mình mà để các huynh để đổ máu một cách vô ích, thắng lợi trong tầm tay bản vương không đồng ý rút quân được long hưu hài lòng gật đầu ánh mắt nhìn mọi người vương gia là chỉ huy một quân tác chiến như thế nào vương gia tự tính toán chúng ta sẽ chấp hành mạnh huynh cung huynh ngọc thương huynh ý của các ngươi như thế nào mạnh tuyên vuốt cằm nói không tệ cung lâm sách khẽ gật đầu ngọc thương nói bên ta tất nhiên sẽ phối hợp nếu như mọi người đã không còn ý kiến gì vậy thì quyết định như thế đi long hưu nói xong đưa tay mời ngọc thương ngọc thương huynh khó có được lần gặp mặt mời thân cận quá với nhóm người này trong lòng ngọc thương có chút kiêng rè vô ý thức nhìn như hữu đạo thấy hắn không có phản ứng gì lập tức đáp lại mời long hưu ra hiệu bằng ánh mắt cho mạnh viên và cung lâm sách mấy người kết bạn đi ra khỏi lều lớn không xa long hưu gọi một đệ tử tới phân phó truyền lệnh xuống giám sát kỹ nhân mã các bộ nếu có tướng lĩnh nào vọng động lập tức bắt lại rõ đệ tử lĩnh mệnh rời đi long hưu quay đầu lại cười nói với ngọc thương ngọc thương huynh chắc là cũng không muốn thấy có người làm hỏng việc nhỉ ngọc thương hùa theo cười ha ha trong lòng đồng ý cũng không nói thêm cái gì nữa bên trong lều chủ soái sau khi không còn người ngoài như hữu đạo đi tới trước bản đồ nhìn chăm chú như đang suy nghĩ cái gì đó một lúc sáu mông sơn minh thật sự nhịn không được ngồi trên xe lăn nhấp nhô có vẻ lo lắng nói đạo gia có thượng sách gì sao để người khác mạo hiểm cứu người có một số việc thương chiêu tông khó mà có thể nói ra miệng, đành để người khác nói. Nghiêu Hữu đạo hỏi lại, lúc chuyện xảy ra, tin tức của Lam Nhược Đình vẫn chưa tới sao? Lời này vừa nói ra, Mông Sơn Minh lập tức biết hắn không hề từ bỏ, trước đó chỉ là để đối phó bọn Long Hưu mà thôi, lập tức nói ngay, chưa nhận được, phải là am hiểu cụ thể và tỉ mỉ bỏ ra chút thời gian nhưng cũng nhanh thôi. Nghiêu Hữu đạo, thời gian gấp rút, không được chậm chế, khi có tin lập tức nói cho ta biết trước. Mông Sơn Minh, được, Nghiêu hữu đạo chỉ địa đồ trước mắt, bản đồ này là xu hướng địa hình, nhìn giống như bản đồ địa hình vùng gần đây. Mông Sơn Minh, không sai, cho người cưỡi phi cầm từ không trung đo vẽ bản đồ, đây là bản đồ mới nhất, phía trên biểu thị đại khái tình hình bố trí binh lực của quân địch. Nghiêu hữu đạo, mượn dùng một chút sẽ không ảnh hưởng đến mấy người chứ. Mông Sơn Minh, đạo gia cứ cầm đi, không có thể nào có mỗi một bản đồ mà bên này lại giữ làm của riêng. Nghiêu hữu đạo cũng không khách khí với thương chiêu tông, lấy bản đồ treo tường xuống, cuộn tròn lại, sau đó đi lướt qua bên cạnh thương chiêu tông, giơ tay vỗ vỗ vai y. Vương ra, chuyện đã xảy ra rồi, sốt ruột cũng vô dụng, bình tĩnh. Thương chiêu tông bi thảm nói, bản vương không thể thờ ơ vô cảm được, ta hiểu, thế nhưng đại quân không thể mất khống chế. Như hữu đạo quay đầu nói với mông sơn minh, tâm tình vương ra không ổn định, nhờ mông soái giúp đỡ vương soái nhiều hơn về phía quân đội. Mông sơn minh gật đầu, đó là bổn phận của ta, được, ta phải đi thôi, có tin gì lập tức báo cho ta. Như hữu đạo nói, vứt cuốn bản đồ cho quản phương nghi, chống kiếm thay gậy bước đi. quản phương nghi đi theo sau, vừa về tới lều của mình, như hữu đạo ra hiệu cho quản phương nghi trải bản đồ ra. trải xong, quản phương nghi hỏi, đạo ra, có phải ngài là có biện pháp? như hữu đạo buông tiếng thở dài, tình huống này sao có thể nói có biện pháp là có? có điều ít ra cũng có thể xác nhận tung tích của quận chúa và tiểu vương gia có phương hướng thì sẽ không cần mù quáng hắn không nói nhiều đứng trước bản đồ chăm chú nhìn địa hình suy nghĩ quản phương nghi chậm rãi bước quanh trong lều không quấy dậy hắn biết hắn đang nghĩ biện pháp sau khoảng nửa canh giờ bên ngoài có tiếng xe lăn quen thuộc vang lên mông sơn minh đến vào trong lập tức nói đạo gia tin từ lam nhược đình ông ta hai tay dâng một lá mật thư Nghiêu hữu đạo đáp lời rồi cấp tốc nhận lấy, mở ra xem. Mông Sơn Minh quan sát phản ứng từ vẻ mặt của hắn. Xem xong tin, Nghiêu hữu đạo như nhẹ nhõm hơn. Xem ra là ta lo xa quá. Trong thư, Lam Nhược Đình căn cứ vào phán đoán cá nhân, cảm thấy trong đó hẳn là không có vấn đề gì. Sau đó nàng biết được tình hình từ chỗ phượng như nam, hẳn là tiếng khóc của đứa bé trong đường ngầm gây ra bất ngờ, nếu không thì người ở đó đã thoát thân cả. Điểm quan trọng nhất là, vị thái thượng trưởng lão tòa trấn tiêu giao cung quả thực đã bị ngộ hại, làm nhược đình có thể xác định chắc chắn không cần nghi ngờ, không có gì giả bộ. Mặt khác, thái thượng trưởng lão của Đại Thiện Sơn cũng gặp nạn ngay tại chỗ. Bởi vậy, như hữu đạo xác nhận là mình đã cả nghĩ. Cho dù ba đại phái muốn dở cho quỷ gì đối với hắn, hiện giờ vẫn chưa đến mức dùng tính mạnh của trưởng lão trong phái ra để gian lận. Quản phương nghi giật thư trong tay hắn ra xem, mông sơn minh hỏi, tiếp theo nên làm gì? Đây cũng là mục đích mà ông tự mình đến đây. Thương Chiêu Tông không tiện nói thêm gì. Mông Soái tới thật đúng lúc. Mông Soái hiểu rất rõ sắp xếp của phe địch, nên ta đang muốn mời ngài dạy bảo. Như Hữu Đạo quay về trước bản đồ, chỉ một chỗ biểu thị. Nơi này là vị trí trung quân phe địch. Mông Sơn Minh giơ tay ra hiệu, là Đại An lập tức đẩy ông tới trước bản đồ. Đúng, chính là vị trí trung quân phe địch. Như Hữu Đạo vốt cằm thì thào. Xem ra quận chúa và tiểu vương gia rất có thể ở vị trí này hắn tiện đà chỉ sang một hồ nước gần đó. Lúc ở trong quân trướng, ta nhìn thấy trên bản đồ dường như có cái hồ, cho nên mới lấy bản đồ sang nhìn. Từ bản đồ mà xem, hồ nước này cách doanh trướng lớn nhất trong quân triệu khoảng 1-2 dặm, có gì sai không? chương 1283 cục, bản đồ thời đại này không đủ tiêu chuẩn, khá là triều tượng, có một số việc không thể không hỏi rõ. Mông Sơn Minh, không sai, đến bên hồ mất khoảng 1-2 dặm, nghiêu hữu đảo, diện tích mặt hồ này xem ra không nhỏ, làm phiền mông soái giới thiệu tường tận một chút. Được, mông sơn minh đáp, ông vươn tay lên cầm bội kiếm của La Đại An, dùng kiếm là thước chỉ, chỉ một vùng quanh hồ nước chăm chú giới thiệu. Ông biết Nghiêu Hiếu Đạo đột nhiên hỏi cái hồ này tất nhiên có nguyên nhân, không dám qua loa. Hồ này dài chừng 50 dặm, nơi rộng nhất có khoảng 30 dặm, là nguồn nước chủ yếu của phe địch. Quân triệu sợ chúng ta chặt đứt nguồn nước, diện tích hồ lại rất lớn, đủ để pha loãng bất kỳ loại độc nào, cho nên không cần lo có người bỏ độc xuống nước lượng nước sung túc của hồ này cũng để để thỏa mãn lượng nước cần dùng cho mấy triệu quân đội nước triệu cho nên quân triệu chọn đóng quân dựng trại ở gần hồ này quân ta chấn giữ các con đường trọng điểm quanh đó quân triệu bị co vào trong khu vực này đã bố vây quanh hồ phóng hỏa thiêu sạch cây cối núi rừng bốn phía hoặc là chặt cây lấy gỗ làm bè quân triệu xây dựng cái hồ này thành một phòng tuyến thiên nhiên bàng đằng bố trí như vậy đã gây cho quân ta phiền toái không nhỏ quân ta muốn vây nhốt binh lực không thể không mở rộng ra chung quanh khó có thể tập trung binh lực trùng kích một điểm nào đó. Một khi ưu thế tập trung binh lực không còn, đối phương lập tức điều động bè gỗ lùi vào trong hồ, bốn phương tám hướng đều như vậy. Mà cây cối chung quanh đã bị dọn sạch, quân ta không thể tạo bè gỗ truy kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn coi. Quân địch lui vào trong hồ lại có thể tùy tiện đổ bộ bất kỳ một điểm nào chung quanh hồ. Quân ta không thể canh giữ mãi trên bờ, bốn chung quanh đều vậy, không cách nào hình thành ưu thế về binh lực. Ngược lại, đối phương co vào lại có thể hình thành ưu thế binh lực thành một điểm, có thể toàn diện phá vây. Quân ta dù có vòng quanh hồ đi tập kết thì cũng không kịp chặn lại. Chiến tranh còn có thể đánh như vậy sao? Như hữu đạo vuốt cầm nói, xem ra bàng đằng này quá thực có phần bản lĩnh, nếu đã có chỗ dựa như thế, vì sao họ lại cho cùng rứt dậu tập kích phương phủ, bắt người? Mông Sơn Minh nói, tiếp tế hậu cần của họ đã bị quân ta chặt đứt, dựa vào nơi hiểm yếu để thủ cũng không được bao lâu, cùng lắm chỉ có thể kiên trì 3 tháng bàng đang làm như vậy có lợi mà cũng có hại, đó chính là quân đội của y phân tán. Chỉ cần chúng ta có đủ kiên trì ứng biến, không vọng động, y sẽ không cách nào nhanh chóng tập trung binh lực phá vậy. Y cũng không thể đợi đến lúc lương thảo tiêu hao hết mới nghĩ cách. Phá vây xong mà không sẵn sàng tích lũy một chút lương thảo thì cũng không thể chạy được xa. Như hữu đạo nhìn chằm chằm bản đồ như có điều suy nghĩ, nói. Nói cách khác, quân triệu dựa vào nơi hiểm yếu như vậy, còn có thể thủ vững hai ba tháng nữa. Mông Sơn Minh lắc đầu. Không, ban đầu họ không ngờ nước Tống có biến hóa như vậy. Lúc đó tình hình trận chiến bên nước Tống không ổn, Đại Yến ta lại bị bỏ chống phòng ngự. Ta lo lắng nước Hàn diệt nước Tống xong sẽ uy hiếp Đại Yến, không có ý định hao tổn với quân triệu nữa, đã chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Chỉ cần cho ta 10 ngày nữa, ta sẽ chắc chắn chiến một trận diệt sạch mấy triệu quân lực cuối cùng này của quân triệu. 10 ngày, chiến một trận diệt sạch mấy triệu quân đội nước triệu nghiêu hữu đạo và quản phương nghi nhìn nhau đều nghi ngờ cho dù đó là mấy triệu con heo thì cũng không dễ diệt như vậy chứ tâm tư của nghiêu hữu đạo vốn không nằm trên phương diện này trước giờ hắn không can thiệp vào chuyện đánh trận chỉ vì liên quan tới nên thuận miệng hỏi một chút mà thôi nên lúc này không hỏi kỹ nữa mông soái nói vậy là có ý gì mông sơn minh do dự một lúc cuối cùng thổ lộ thật tình quân triệu lui vào nơi đó là do ta cố gắng thúc đẩy thành phản quân nước triệu bôn tập kinh đô triệu vốn là kế dụ địch của ta, vẫn không chế tốt tốc độ hành quân thích hợp. Ta chỉ đợi quân triệu đến khu vực thích hợp, phản quân sẽ lập tức đổi đường chặn lại, cùng quân ta trước sau kèm chặt, tự nhiên sẽ đẩy quân triệu vào chỗ đó. Mấy triệu binh lính tụ tập hành động tất nhiên phải kiếm đủ nguồn nước mới có thể thủ vững. Tự nhiên là quân triệu sẽ phải lui giữ về nơi này. Hồ này đối với quân ta là nơi hiểm yếu, đối với quân triệu cũng không khác gì. Bàng đằng quen dùng binh, sẽ không tập trung nhân mã ở ven hồ cho quân ta một mặt tấn công từ đất bằng một mặt tấn công từ hồ hai mặt giáp kích sẽ khiến y hai mặt thụ địch lợi dụng hồ làm nơi hiểm yếu bố trí phóng ngự là chuyện rất có khả năng quả thực bàng đằng đã làm như vậy thời khắc mấu chốt y sẽ tập trung binh lực trong hồ tìm điểm phá vây từ bên bờ khác nghĩ rất đẹp ta sẽ không cho y cơ hội này mông sơn minh dơ kiếm chỉ phần cuối hồ nước một khi cục thành ở hạ du nguồn nước có thể tập trung ưu thế binh lực đánh chiếm sau khi thành công lập tức lệnh cho rất nhiều tu sĩ nhanh chóng đào đất moi ra cửa thoát gia tăng dòng chảy trong hồ đến lúc mực nước trong hồ sẽ kịch liệt giảm xuống bốn phía quanh hồ sẽ hóa thành bãi bùn lấy rộng lớn quân tốt khó đi ngựa bị trôn chân trên bờ lúc đó chỉ cần vạn người là có thể dễ dàng áp chế trăm nghìn quân của đối phương trốn giữa hồ không thể không lên bờ mà trong lòng hồ không có củi lửa cho họ nhóm lửa nấu cơm chẳng lẽ dùng bè gỗ đang cưỡi làm củi đốt để đại quân chìm trong nước sao một khi cục đã thành, mấy triệu quân đội nước triệu không chỗ để trốn, có lẽ chưa tới 10 ngày đã có thể giải quyết. Như Hữu Đạo và Quản Phương Nghi nhìn nhau, nội tâm đảo loạn cỡ nào không thể hình dung được. Họ đều biết trận chiến này mà đánh xong, tất sẽ trở thành kỳ công khoáng thế, chắc chắn khiếp sợ thiên hạ. Mông Sơn Minh tiếp tục nói, trận chiến này liên quan trọng đại, không dám để lộ bí mật chút nào. Ngoài ta và Vương gia, không mấy ai biết, người của ba đại phái cũng không biết rõ, bên phía phản quân cũng không được tiết lộ chút phong thanh nào bên chỗ ngọc thương tiên sinh chỉ biết là liên hợp tác chiến hai người hiểu ý của ông tự mình biết là được không nên để lộ cho người khác hay một khi bí mật lộ ra quân triệu dù liều mạng phá vây cũng sẽ không chui vào cái bẫy khiến toàn quân bị diệt này quản phương nghi không nhịn được thở dài nói người ta đều nói yến sơn minh tề vô hận hôm nay một nữ tắc như ta xem như mở mang tầm mắt rồi mới biết thế nào là danh bất hư truyền có thể biết sự việc đã không uổng chuyến này. Sau trận chiến, tất thành tiểu thanh danh có một không hai của mông soái Mông Sơn Minh cười khổ xua tay, bất đắc dĩ mà thôi. Binh vô thường thái, thủy vô thường hình, trạng thái trên chiến trường thiên biến vạn hóa. Chiến trận không tới lúc cuối cùng thì không ai biết kết quả ra sao. Chuyện gì cũng có thể phát sinh, lúc này nói gì cũng chỉ là lý luận suông Nói chung, bất kể thắng hay hại đều là dùng tính mạng tướng sĩ đẩy lên dùng tính mạng tướng sĩ để dương danh cho ta không phải điều mà ta muốn. Ta chỉ nguyện thiên hạ không còn chiến tranh, ai, vương gia đã điều binh khiển tướng cho quyết chiến cuối cùng. Mắt thấy đại chiến sắp tới, ai ngờ quận chúa và tiểu vương gia rơi vào tay quân địch, khiến phe ta ném chuột sợ vỡ bình, phải làm thế nào cho phải. Nghiêu hữu đạo trầm mặc, đại khái hiểu rõ, thương chiêu tông biết trận chiến này có thể quyết thắng bại. Hy sinh nhiều người như vậy mới đi đến một bước này, bảo y làm sao có thể vì lợi ích một mình mà phá cục thu lại tâm thần, nghiêu hữu đạo chỉ bản đồ, kéo đề tài về. Mông Soái, hồ này nông sâu thế nào? chương 1284, có bao nhiêu gia sản thì lấy ra hết. Việc này, mông sơn minh trần trừ một lúc, nói, tất nhiên có sâu có cạn, mỗi nơi ta đến đều được kiểm tra ghi chép địa lý của địa phương. Từ ghi chép địa lý, nơi sâu có thể quá 30 trượng, nơi nông chung quanh có thể nhìn thấy cá. Mặt hồ rộng lớn, tình huống cụ thể thì ta chưa phái người đo đạc, ta cũng không nói chính xác được. Có những điều này là đủ, đã làm phiền mông soái tự mình giải thích. Mông soái còn có quân vụ tại người, ta không quấy rối hơn nữa. Ta mong mông soái giữ bí mật yêu cầu của ta. Dứt lời, như hữu đạo đưa tay ra hiệu tiến khách. Đương nhiên, mông sơn minh gật đầu đáp, lại thử hỏi. Đạo ra hỏi tình huống hồ này phải chăng liên quan đến việc cứu giúp quận chúa và tiểu vương gia. Như hữu đạo, quả thực dự định về phương diện này. Hiện giờ mới chỉ đang tìm hiểu tình hình, ta vẫn chưa thể cho mông soái kế hoạch cụ thể gì được. Một thời gian nữa ta sẽ cho vương gia và mông soái câu trả lời chắc chắn. Để ta cho suy tính tường tận đã, mông soái hãy quay về trước. Hắn lại đưa tay mời, được, không quấy giày đạo ra, lão phu xin được cáo lui trước. Mông Sơn Minh khách khí nói, sau đó để La Đại An đẩy ông đi. Chờ không còn ai khác, quản phương nghi lập tức hiếu kỳ nói.